đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ, thực hiện kế hoạch số 26 KHDU ngày 25 tháng 2 năm 2023 của Ban chấp hành đảng bộ và thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay, Đảng ủy xã An Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và truyền đạt nội dung hôm nay, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, đã sắp xếp lịch công tác và truyền đạt đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn. Và dự hội nghị học nghị quyết chuyên đề ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các đồng chí Bùi Trung Mạnh, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Và dự hội nghị còn có các đồng chí đại biểu đại diện thông tấn xã Việt Nam, trung tâm văn hóa huyện đã về dự và đưa tin, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn. Thành phần dự hội nghị học tập gồm có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức và toàn thể đảng viên trong đảng bộ đã về dự đông đủ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin trân trọng và kính mời đồng chí Ngô Minh Tâm, huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên khai mạc hội nghị học tập. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Kính thưa đồng chí Bùi Trung Mạnh, Phó ban tuyên giáo huyện ủy. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Sơn. Hôm nay, trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Đảng bộ xã An Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập nội dung chuyên đề toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, và chuyên đề năm 2023 của thành phố với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã An Sơn, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận chính trị Trung ương và toàn thể các đồng chí đại biểu về dự hội nghị chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các đồng chí, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống quê hương thủy nguyên quật khởi, xã An Sơn đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nơi có nhiều căn cứ cách mạng như hang Đốc Tít, hang Công An, hang Huyện ủy, là vùng đất linh thiêng, giàu truyền thống yêu nước. Nhân dân An Sơn giàu lòng yêu nước, cần cù, lao động, sáng tạo. Với truyền thống quê hương An Sơn anh hùng, trong những năm qua, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị nói chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng của Đảng bộ và nhân dân An Sơn. Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị chúng ta ngày hôm nay tổ chức nghiên cứu học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Đây là một trong những hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của xã ta, được phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa phát thanh của địa phương, phát trực tiếp trên mạng các trang mạng xã hội của xã. Đồng thời, hội nghị được thông tấn xã Việt Nam, trung tâm văn hóa thông tin về dự và đưa tin.
Với những nội dung quán triệt, triển khai tại hội nghị hôm nay rất quan trọng, được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa, kỷ niệm 68 năm ngày Hải Phòng giải phóng, hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để hội nghị đạt kết quả cao, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của xã vững mạnh, xây dựng quê hương An Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với tinh thần đó, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã An Sơn, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt chuyên đề 5, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và chuyên đề 5 của thành phố với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Kính chúc giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lên truyền đạt các nội dung và học tập nghị quyết chuyên đề. Trân trọng, kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa đồng chí Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, thưa tất cả các đồng chí và bà con nhân dân. Tôi rất là vui mừng lần đầu tiên được đến thăm xã chúng ta lại đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác và được các đồng chí mời nói chuyện về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ. Điều mà tất cả chúng ta từ bấy lâu nay đều mong ước. Thì tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, tới đồng chí Bí thư Đảng ủy và tới tất cả các bác, các đồng chí. Chúng ta hy vọng sẽ có một buổi chiều làm việc hôm nay thật là có ý nghĩa. Tôi được biết là xã chúng ta được phong tặng danh hiệu xã Anh Hùng trong thời kỳ lực lượng vũ trang và đang phấn đấu để trở thành đơn vị kiểu mẫu. Chúng ta cũng đã hoàn thành các cái tiêu chí của nông thôn mới và đang phấn đấu để thành nông thôn kiểu mẫu. Về đến đây, cái cảm nhận đầu tiên mà tôi rất xúc động đấy là được trực tiếp chứng kiến đường làng quang cảnh xã như vậy chính là nhờ công sức của bà con nhân dân. Những cái tấm lòng vàng ngọc của bà con ấy đã hiến tặng đất để làm đường, để xây dựng cơ sở vật chất. Thì đấy chính là một thể hiện sinh động lời Bác Hồ dạy đấy. Ta nhớ là Bác nói là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Cả đời Bác là tấm gương kính trọng nhân dân, yêu quý nhân dân và hết lòng vì nhân dân mà phục vụ. Thì tất cả đảng viên chúng ta, cán bộ đảng viên và quần chúng học tập Bác chính là cái tinh thần cao cả đó. Tôi cũng xin chúc cho đảng bộ, nhân dân xã chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững hơn nữa. Chắc là các đồng chí trong đảng và toàn thể đồng bào chúng ta đều được nghe những thông báo rất là quan trọng về địa phương của chúng ta, về huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng. Chúng ta đang áp dụng một cái mô hình đô thị mới là xây dựng thành phố trong thành phố. Huyện Thủy Nguyên rồi sẽ trở thành thành phố Thủy Nguyên, trực thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố cảng trung dũng kiên cường cơ mà. Mà lúc còn sống đấy, Bác 9-10 lần về thăm Hải Phòng với một tình cảm đặc biệt. Xã chúng ta sẽ cùng một số xã gần đây, chúng ta cũng sẽ tiến tới một sự hợp nhất để thành một cái xã lớn nằm trong một thành phố đô thị của Hải Phòng. Thì đấy là một cái dấu hiệu rất tốt đẹp của phát triển. Tất nhiên, cơ hội thì rất nhiều, mà thách thức cũng không ít. Càng có những sự phát triển như thế đấy, thì bài học về cán bộ, đội ngũ cán bộ
càng quan trọng. Và nhất là sự đoàn kết nhất trí trong đảng, trong dân lại quan trọng hơn bao giờ hết. Kinh nghiệm cho thấy là những lần sát nhập, những lần phát triển ấy, thì bao giờ cũng nổi lên bài học về đoàn kết. Làm sao mà đồng thuận, tất cả tâm đầu ý hợp vì sự nghiệp chung thì sẽ phát triển. Đấy. Ngay trong đảng bộ chúng ta đây, tôi được biết là đồng chí bí thư đảng bộ xã cũng là người của cán bộ huyện chuyển về thì sẽ cùng với đồng bào, đồng chí của mình để thực hiện cho tốt cái trọng trách cao cả phục vụ nhân dân. Và tập thể cấp ủy, tập thể cán bộ đảng viên, chúng ta có 7.000 dân nhưng có một đảng bộ lớn hơn 200 đảng viên. Trong đó có các đảng viên của các chi bộ giáo dục, nhà trường, và bây giờ công an về đến xã cũng là một chi bộ riêng, thì sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa để xứng đáng với ý đảng của lòng dân. Chiều hôm nay, các bác, các đồng chí cho tôi tập trung giới thiệu mấy vấn đề như thế này. Thứ nhất là chúng ta nói về những sự kiện lịch sử, mà mỗi một sự kiện đều nhắc chúng ta nghĩ đến Bác Hồ, liên quan trực tiếp đến Bác. Các đồng chí đảng viên cao tuổi, các đồng chí lão thành cách mạng đấy, mà có đồng chí đã có may mắn được làm việc cùng với Bác, được trực tiếp gặp gỡ Bác thì càng quý giá. Còn các đồng chí cán bộ đảng viên trẻ đấy thì phải học tập qua sách vở, qua lịch sử. Thì những sự kiện lịch sử đó là những gì ta sẽ phải nói hôm nay. Thứ hai là xin các bác, các đồng chí dành tâm sức nghiên cứu, nhất là các thầy giáo, cô giáo từ mầm non đến trung học, càng hiểu biết thấu đáo về Bác, càng biết cặn kẽ cuộc đời sự nghiệp của Bác càng quý, để chúng ta dạy cho con em chúng ta bài học về tấm gương đạo đức của Bác, để hy sinh, để cống hiến. Chúng ta coi như là những người truyền tiếp lửa sáng và truyền cảm hứng cho các thế hệ sau này thì càng cần phải hiểu biết về Bác. Thứ ba là những người con của Hải Phòng, là mảnh đất mà gieo mầm cho sự nghiệp đổi mới. Đây là cái chỗ mà Hải Phòng rất đáng tự hào đấy này. Không có cái khoán thí điểm của Đồ Sơn ấy, không có bước đi đầu tiên để đổi mới cơ chế của Hải Phòng đấy, không có đổi mới đâu. Cho nên là Đảng ta và Nhà nước ta đánh giá rất cao những cống hiến của Hải Phòng, trong đó có huyện Thủy Nguyên, có Đảng bộ xã An Sơn của chúng ta góp sức vào những bước tiến của Hải Phòng đến ngày hôm nay và đóng góp chung vào cái bức tranh đổi mới của cả nước. Thì ta cần phải hiểu biết cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là vận dụng điều ấy vào cái chủ đề lớn của thành phố là phát huy, khai thác, tận dụng có hiệu quả các nguồn lực vì sự phát triển bền vững, vì xây dựng và bảo vệ thành phố Hải Phòng, bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Thành phố có biển, có núi, có đường giao thông chiến lược, có một truyền thống vẻ vang, có dân cư đông đúc như vậy, có một đảng bộ giàu truyền thống cách mạng như vậy thì càng phải học tập Bác hơn nữa. Và cuối buổi hôm nay, kết thúc buổi nói chuyện, tôi muốn giới thiệu với các bác, các đồng chí những sự kiện cảm động về những giây phút cuối cùng của Bác. Khi Bác đi xa, Bác nghĩ về dân, Bác căn dặn đảng, căn dặn dân những gì để chúng ta học Bác. Mà từ ngày Bác mất đến nay là 54 năm rồi. Trong chúng ta đồng chí nào sinh năm 69 ấy, là năm Bác mất ấy, năm nay 54 tuổi. Đồng chí nào sinh vào năm 65 thì năm nay 58 tuổi. Năm 65 tôi nói là bởi vì đó là năm Bác 75 tuổi. Và từ lúc 75 tuổi, Bác Hồ đã viết di chúc để lại cho chúng ta. Bác ghi là tuyệt đối bí mật. Chỉ đến khi Bác mất thì Đảng mới công bố di chúc thôi. Mà lúc bây giờ hoàn cảnh chiến tranh nên cũng chỉ công bố được một phần di chúc. Phải đợi đến khi Bác mất được 20 năm, tức là năm 1989, tròn 20 năm Bác mất,
Đảng mới công bố cho toàn dân biết ngày giờ mất chính thức của Bác là lúc nào, và công bố toàn văn di chúc của Bác để chúng ta học tập. Mà đến bây giờ là 54 năm kể từ Bác mất, 58 năm kể từ bản di chúc đầu tiên. Những sự kiện đó thật là thiêng liêng. Ở đây, nhân cái ngày sinh nhật Bác sắp tới, tôi rất mong các bác, các đồng chí chúng ta nhớ chính xác với nhau cái ngày giờ Bác mất nhé. Vì cái điều này thiêng liêng lắm, để chúng ta hàng năm làm dỗ Bác cho nó đúng. Nhất là các đồng chí phụ nữ, còn phải nhớ cả ngày mất âm lịch của Bác nữa, để làm dỗ Bác cho thật chính xác nhé. Bác Hồ của chúng ta mất vào 9 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, tức là Bác đi vào đúng ngày Quốc Khánh. Năm Bác mất ấy là ngày lễ và ngày tang nó trùng nhau. Trên đảng ta vô cùng đau đớn, nhân dân ta thì không bao giờ có thể quên được cái ngày đâm đau đớn ấy. Cho nên Trung ương Đảng lúc bây giờ họp bất thường để bàn về lễ tang cho Bác đấy, thì quyết định là báo cho toàn dân biết Bác mất ngày mùng 3. Chúng ta cũng cứ đinh ninh là Bác mất ngày mùng 3 tháng 9. Vì sao như vậy? Bởi vì để cho dân làm quốc khánh xong đã, rồi thì tổ chức quốc tang cho Bác. Đảng nghĩ như vậy cũng chỉ vì đảng thương dân thôi, chứ không vì một lý do nào khác. Nhưng mà sau này đảng ta cũng suy nghĩ lại, cần thấy phải nói rõ chính xác để toàn đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế cùng chung với chúng ta cái ngày dỗ Bác. Thì đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư của Đảng ở thời kỳ khóa 6 năm 1989, có nói rõ cho chúng ta biết là Bác mất 9 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 69, chứ không phải mùng 3 như trước đâu. Và đứng vào âm lịch thì ngày mùng 2 tháng 9 của Bác trùng với ngày 21 tháng 7 âm lịch. Trên hàng năm đấy, đến 21 tháng 7 âm lịch, tất cả chúng ta thắp một nén hương để tưởng niệm Bác âm lịch. Bác sinh vào ngày 19 tháng 5, âm lịch là tháng 4. Tháng 4 là tháng Phật Đản. Phật ra đời đi trên một đài sen gồm 7 bông sen. Làng Sen là quê hương của Bác, quê nội Bác là làng Sen, quê ngoại của Bác là làng Hoàng Trù, hay tên nôm là làng Chùa, đều ở xã Kim Liên, Nam Đàn, huyện Nghệ An, tỉnh Nghệ An. Thế mà ngày Bác mất đấy là tháng 9, thì là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo truyền thống Phật giáo đấy là lễ Vu Lan, tức là lễ báo hiếu cha mẹ. Cho nên người ta nói là đời sống của Bác Hồ rất gần với nhà Phật. Bác và đạo Phật có một cái cơ duyên gần như là tiền định, nó dường như định trước vậy. Bác có tâm của nhà Phật, Bác có một tình thương mênh mông thế giới của Đức Chúa. Với dân tộc Việt Nam, Bác Hồ còn mang cả tâm hồn của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du nữa. Và với cả thế giới, Bác là một danh nhân văn hóa. Trong số chúng ta đây, đồng chí nào đã có dịp về quê Bác ở Nam Đàn thì đều biết năm nay là tròn 20 năm ta khánh thành quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ ở thành phố Vinh, tức là trên quê hương Bác. Và điều này đấy không chỉ là tài sản tinh thần vô giá của Đảng bộ nhân dân Nghệ An quê Bác đâu, mà bây giờ là tài sản chung của toàn đảng toàn dân. Lăng Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội đã có tới 60 triệu lượt người vào viếng kể từ khi có lăng cho Bác. Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố quê hương Bác đấy cũng 50 triệu lượt người trên khắp cả nước và thế giới đến thăm. Cho nên Bác Hồ đấy là sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, không bao giờ mất, dù Bác đi xa đã gần, đã hơn một nửa thế kỷ nay, 54 năm. Tôi nói vắn tắt điều đó
để chúng ta thấy hết cái việc học tập làm theo Bác linh thiêng như thế nào. Ở đây chúng ta cũng cần có một sự so sánh. Bác mất vào ngày Quốc khánh, nhưng Bác lại đi vào một cái giờ rất thiêng. Bác viết di chúc 9 giờ sáng thì trái tim Bác cũng ngừng đập đúng 9 giờ sáng. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 thì sau 24 năm liền làm chủ tịch nước, Bác cũng đi vào ngày Quốc khánh. Đấy là một điều trùng hợp rất thiêng liêng. Còn khi Đảng ta trong cái thông cáo về lễ tang Bác đấy có nói là Bác mất vào 9 giờ 47 phút sáng thì cũng vẫn đúng thôi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà chúng ta đều biết là học trò xuất sắc của Bác, ông trước khi mất ấy, có dặn chúng ta 3 điều như thế này, này. Một là Bác mất đúng 9 giờ sáng. Còn 9 giờ 47 phút sáng đấy là ta tính cả giờ hồi sức, giờ cấp cứu cho Bác trước và sau khi Bác mất liên tục 47 phút mà tim Bác không đập lại. Muốn chết thay cho Bác mà cũng không có phép màu đó. Cho nên là chúng ta công bố Bác mất 9 giờ 47 phút. Cái giờ mất ấy của Bác trùng với giờ viết di chúc. Mỗi năm Bác chỉ viết có một lần thôi. Và mỗi một lần chỉ viết có một giờ đồng hồ thôi. Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Rồi Bác khép cái tài liệu đó lại. Bác chuyển cho thư ký của Bác giữ là đồng chí Vũ Kỳ. Đồng chí Vũ Kỳ bây giờ cũng về với Bác rồi. Bác có dặn là giữ bí mật cho Bác, không nói lộ ra ngoài để dân lo. Thì Bác thương dân lắm, không muốn dân lo lắng về Bác. Bác còn dặn thế này này, chỉ khi nào Bác đi rồi, chú hãy báo với Trung ương cho Bác là Bác có bức thư để lại cho toàn đảng toàn dân đấy. Bác khiêm tốn gọi là bức thơ, còn đảng ta gọi là bản di chúc lịch sử. Tác phẩm vĩ đại của Bác đấy, dù chỉ có 1.000 từ. 1.000 từ là dung lượng rất nhỏ, nhưng mà tư tưởng thì rất lớn. Cho nên vì vậy mới gọi là tác phẩm vĩ đại. Các thầy giáo, cô giáo, nhất là ai dạy văn học và lịch sử thì cần biết rõ cái điều này. Để giảng về các tác phẩm của Bác, trong đó có di chúc cho học sinh đấy, thật là thấm thía. Còn trong đảng chúng ta đấy, mỗi đảng viên cần có một bản di chúc. Đảng ta in rất nhiều, in hàng triệu triệu bản từ trước đến nay, với mong muốn là toàn đảng toàn dân phải học thuộc lòng di chúc của Bác. Có 1.000 từ thôi, ta đọc và ta hiểu, ta sẽ thấy hết cái tình thương mênh mông của Bác như thế nào. Thậm chí cả đạo đức cao thượng của Bác nữa. Ai lại Bác không nghĩ đến mình bao giờ? Đến thân thể cho xương hài cốt cũng thuộc về dân cơ mà. Mà Bác có một linh cảm rất sâu xa là cố chờ đợi miền Nam mà không chờ được. Cho nên lúc Bác đi là miền Nam chưa giải phóng. Vì vậy Bác mới dặn đảng ta là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít cho xương cho đồng bào miền Nam. Thân thể của Bác cũng thuộc về nhân dân. Và khi chữa di chúc đấy, tại sao Bác lại lấy bút đỏ gạch chữ xương đi, chỉ để chữ cho thôi? Thì chúng ta càng thấy Bác chính xác. Bác không chỉ là lãnh tụ, Bác còn là nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà báo lỗi lạc nữa. Thì Bác rất chú trọng về ngôn ngữ. Bác gạch bỏ chữ xương đi là đúng. Bởi vì nếu mà đã hỏa táng thì đời người là một bình cho thôi. Còn nói cho xương là nói theo văn nói, văn khẩu ngữ. Còn viết đấy là chỉ có chữ cho thôi. Nên Bác gạch chữ xương đi. Bác dặn đảng ta thế này, cho thì chia đều vào 3 hộp sành. Cho miền Bắc 1 hộp, miền Trung 1 hộp, miền Nam 1 hộp. Đồng bào mỗi miền tìm một quả đồi cao mà chôn hộp cho đó xuống cho đỡ tốn đất.
Bác chỉ thương dân thôi. Đất là của dân. Và bác khi chữa di chúc, bác lại thêm hẳn một chữ ruộng nữa, cho đỡ tốn đất ruộng. Thì càng thấy tình thương của bác dành cho nông dân là thế nào, tức là cho chúng ta đây. Trong di chúc, bác dặn đảng ta là miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân ngay sau khi miền Nam giải phóng. Càng thấy tình thương của bác. Và đảng ta đã làm hết sức mình, khi có điều kiện này, đã thực hiện lời bác dạy, miễn thuế cho nông dân, mà miễn toàn bộ, miễn lâu dài, chứ không chỉ một năm đâu, để dân có điều kiện xây dựng cuộc sống của mình, và nhất là đóng góp vào huy động các nguồn lực cho phát triển như chúng ta đang làm hiện nay. Thì đấy là ý nghĩa bản di chúc của bác. Năm nay chúng ta kỷ niệm về bác Hồ. Nếu bác còn sống, bác là 133 tuổi. Dù bác chỉ ở với chúng ta được 79 tuổi, 79 mùa xuân, chúng ta muốn bác ở mãi trên đời này cũng không được. Vì ở đời thì sinh lão bệnh tử là quy luật muôn đời, ai rồi cũng đến lúc phải ra đi. Bác Hồ cũng thế. Nhưng nhân cách của bác thì còn lại mãi mãi, sống mãi với thời gian. Các đồng chí có nghe tin ở Cuba, bác và nhân dân Việt Nam có một người bạn lớn là lãnh tụ Fidel Castro. Đồng chí Fidel cũng về với bác rồi đấy. Khi bác mất, đồng chí Fidel là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, là Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, là Thủ tướng Chính phủ Cuba. Ông điện chia buồn cho đảng ta, ông nói thấm thía như thế này: đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Khi mà ở miền Nam Việt Nam chúng ta đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam, mà cái điều này bác cũng biết trước khi mất, đấy là điều an ủi cho bác. Và đặc biệt Chính phủ Lâm thời Cách mạng Cộng hòa miền Nam đặt cơ quan ngoại giao ở Hà Nội để giao dịch với quốc tế và có quan hệ quốc tế với rất nhiều nước, chọn Quảng Trị là thủ đô của cái Chính phủ Lâm thời Cộng hòa này, thiêng liêng lắm. Và cơ quan ngoại giao các nước đã đến tận đó để trình quốc thư đấy. Đồng chí Fidel cũng đã từng đến Quảng Trị thăm chúng ta. Những sự kiện đó đấy, vừa là an ủi cổ vũ cho bác Hồ, mà vừa cũng là niềm tự hào của chúng ta đấy. Thì nhắc đến sự kiện đó để ta càng nhớ đến bác. Các bác, các đồng chí đều ghi nhớ cái điều này nhé. Năm nay không chỉ kỷ niệm 133 năm ngày sinh của bác đâu, ta còn kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris vừa rồi. Sau khi mà chúng ta đánh bại thần sấm con ma của Mỹ trên bầu trời Hà Nội ấy, Hải Phòng lúc bây giờ cũng rực lửa, bão lửa chiến tranh. Và Mỹ buộc phải chấp nhận cái thua trong cái ván cờ này và phải chấp nhận Hiệp định Paris. Năm nay tròn 50 năm mà bác thì không còn. Giải phóng miền Nam đến bây giờ là 48 năm. Khi mà chúng ta chuẩn bị đại hội đảng đấy, thì giải phóng miền Nam tròn 50 năm. Càng cho thấy tầm vóc ảnh hưởng của Việt Nam và công lao trời biển của bác. Một sự kiện nữa, nhất là với bác Hồ. Năm nay ta không thể ngờ được, tròn 100 năm, tức là đúng một thế kỷ, lần đầu tiên bác Hồ của chúng ta đến nước Nga. Trong số cán bộ của chúng ta, đồng chí nào được đào tạo từ Nga, từ Liên Xô đấy, thì hiểu được. Tròn 100 năm bác đến nước Nga. Lúc đó bác Hồ có 34 tuổi, là Nguyễn Ái Quốc. Bác sang Nga với nguyện vọng thiết tha được gặp Lenin. Ta vừa mới kỷ niệm Lenin xong, ông sinh nhật ngày 22 tháng 4 mà.
21 tháng 4 vừa rồi là ngày sách Việt Nam, ngày văn hóa đọc, thì 22 tháng 4 là sinh nhật Lenin. Bác gọi là người thầy của cách mạng, bác khiêm tốn gọi là học trò của Lenin. Thì bác sang Nga lúc bấy giờ để mong muốn được gặp Lenin. Chỉ tiếc một điều là nguyện vọng đó của bác không thành, vì Lenin ốm nặng không tiếp được, và sau đó Lenin mất. Bác chỉ còn kịp đi viếng Lenin. Và bác có may mắn được một nhà thơ Xô Viết tiếp bác. Bác lại quan sát trực tiếp cảnh nước Nga hồi sinh nhờ chính sách kinh tế mới, tức là cải cách kinh tế của Lenin. Cũng như bây giờ đảng ta đang làm kinh tế thị trường là thế đấy. Thì bác Hồ của chúng ta 100 năm đến nước Nga không gặp được Lenin, nhưng mà được viếng Lenin và được tiếp cận đất nước Nga hồi sinh. Cho nên sau này bác mới chủ tính là đi vào xây dựng chế độ mới, nhất định chúng ta phải áp dụng tân kinh tế chính sách của Lenin là như vậy. Hải Phòng là một trong những điểm đầu tiên thực hiện tư tưởng cải cách kinh tế của Lenin, của Bác Hồ, của đảng ta. Mà trong tương lai, Hải Phòng sẽ là một thành phố hiện đại, không chỉ của nước ta đâu mà còn của thế giới, của khu vực, và xứng đáng với niềm tin của bác. Ở đây chúng ta nhắc ngay cái sự kiện bác về Hải Phòng. Bác về lần đầu tiên là khi mà bác đi Pháp về. Đồng bào Hải Phòng và các cháu thiếu nhi gần 10 vạn người đi đón bác vào tháng 10 năm 1946 ở cái mảnh đất bây giờ gọi là quận Lê Chân. Lúc đó có cái trường tiểu học là trường Vĩnh Niệm. Và ở Hải Phòng, bác đưa ra một tuyên bố nổi tiếng này: rồi đây, dân tộc Việt Nam nhất định phải trở thành một dân tộc thông thái. Thông thái tức là trí tuệ, là văn minh đấy. Mà lúc bây giờ 95% đồng bào còn mù chữ, hậu quả của chính sách giáo dục ngu dân của đế quốc thực dân, thì phải thấy khát vọng phát triển của bác rất lớn. Và bây giờ 68 năm giải phóng Hải Phòng, ta nhìn lại để thực hiện khát vọng của bác, làm sao cho dân tộc thông thái, tức là ở trình độ cao, văn minh. Bác Hồ còn chủ tính là xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, là xây dựng một xã hội sao cho dân tộc thì thông thái, mà mỗi một người, mỗi một con người đấy, vừa có sự thông thái lại vừa có đạo đức. Nhấn mạnh yếu tố đạo đức để xây dựng chủ nghĩa xã hội đấy, đấy là một điểm đặc biệt vĩ đại của Hồ Chí Minh. Ta nhìn vào sự đổ vỡ của Liên Xô và của thế giới, ta đều biết là chỉ vì khi cầm quyền không có đạo đức, kém đạo đức thì sụp đổ. Bác nhấn mạnh đạo đức là vì vậy. Ngay cả khi đảng ta tròn 30 năm, năm 69 ấy, đảng 39 tuổi, còn năm 60 đảng 30 tuổi. Lúc bác 70 tuổi thì đảng ta 30 tuổi. Bác nói là đảng là đạo đức, là văn minh. Còn năm 69 khi đảng 39 tuổi, năm cuối cùng của bác, bác căn dặn là quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Điều mà hôm nay đảng ta đang ra sức thực hiện theo đúng lời của bác, thì mới giữ được lòng tin của dân với đảng, đảng trong sạch và vững mạnh. Cái nhà thơ Xô Viết mà tôi nói đấy, ông vô cùng ngưỡng mộ bác, vì lần đầu tiên gặp bác, nghe bác nói tiếng Nga mà ông khâm phục. Bác toàn tự học thôi mà ngôn ngữ nào bác cũng biết. Bác là lãnh tụ mà tiếp khách quốc tế không dùng phiên dịch. Còn khi nào bố trí dịch đấy là do nghi lễ ngoại giao nó đòi hỏi thôi. Đấy. Nên đây là bài học lớn mà thanh niên phải học bác suốt đời, trong đó có thanh niên giáo dục, thanh niên trí thức. Cái nhà thơ Xô Viết này nói thế này:
nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Ái Quốc, đôi mắt bác lấp lánh lạ thường. Ông nói là trong đôi mắt Nguyễn Ái Quốc tỏa ra cả một nền văn hóa của tương lai. Thì đủ hiểu bác hy vọng, khát vọng lớn mãnh liệt như thế nào, và mọi người nhìn thấy bác như là biểu tượng của tương lai ra sao. Lúc bác 100 tuổi, thế giới tôn vinh bác là danh nhân văn hóa và là anh hùng giải phóng dân tộc. Các đồng chí có biết là Việt Nam hiện nay đóng góp vào kho tàng văn hóa thế giới mấy danh nhân, kể cả bác nữa? Chúng ta có 6 danh nhân văn hóa ở tầm thế giới. Thứ nhất là Chu Văn An, nhà giáo lỗi lạc của cả dân tộc. Mà khi triều đình đưa ông vào làm quan đấy, ông có lòng dũng cảm muốn vạch trần tất cả những quan lại thối nát, và ông đã viết sớ dâng lên nhà vua đề nghị chém ngay 7 tên nịnh thần, gian thần, gọi là thất trảm sớ. Mà nhà vua không nghe lời khuyên của Chu Văn An, cho nên sau này triều đình mới suy thoái, và Chu An từ bỏ quan trường, bỏ lại mũ áo nhà quan, về sống với dân làng làm nghề dạy học. Cái khí tiết của cái nhà giáo cao quý như vậy, cho nên bây giờ là danh nhân văn hóa thế giới. Người thứ hai là Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là người mà đề cao vai trò của nhân dân, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Vai trò của dân là dân như nước, mềm như nước mà cũng mạnh như nước. Trên dân là tất cả. Dân có thể chở thuyền mà có thể lật thuyền. Người làm quan, người làm chính trị, người cầm quyền phải luôn luôn ghi nhớ vai trò của dân là như vậy. Thì Nguyễn Trãi là nêu cái điều đó. Và người thứ ba là một nhà thơ lớn, đại thi hào Nguyễn Du, để lại cho cả đời truyện Kiều như một kiệt tác. Mà bác Hồ rất hay ngâm Kiều, vịnh Kiều. Các đồng chí có nhớ là khi ông Cả Khiêm là anh trai của bác ra Hà Nội thăm bác, giục bác lấy vợ, thì bác trả lời thế nào? Bác lấy Kiều để trả lời đấy. Đã tu chót qua thì thôi. Tức là hy sinh hết chỉ vì dân, hy sinh cả cuộc sống riêng tư. Ngay cả viết di chúc, bác cũng lầy Kiều. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ ta xây dựng lại hơn 10 ngày nay. Mà điều rất cảm động là trước khi viết di chúc, bác lại đi về núi Chí Linh, Côn Sơn, Hải Dương để đọc chăm chú những tấm bia chữ Hán của Nguyễn Trãi, để xem Nguyễn Trãi dạy chúng ta những gì về an dân trị quốc, để quốc thái dân an, để vận dụng vào cho thời nay. Bác học người xưa như thế đấy. Thì Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du là danh nhân văn hóa. Thứ tư là Hồ Chí Minh, ngôi sao chói lọi và là danh nhân văn hóa kiệt xuất, là tinh hoa của Việt Nam và thế giới. Gần đây nữa, thế giới tôn vinh tiếp hai danh nhân văn hóa Việt Nam là hai nhà thơ. Các đồng chí có biết không? Một là phụ nữ, bà Hồ Xuân Hương, bà Chúa Thơ Nôm, ở quê Nghệ An cùng với bác ở Quỳnh Lưu. Hồ Xuân Hương đã trở thành nữ danh nhân văn hóa thế giới, niềm tự hào của Việt Nam và của phụ nữ Việt Nam. Người thứ sáu là một nhà thơ yêu nước nồng nàn mà không còn mắt, mù mắt. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu ở Bến Tre, ta đều biết cả. Đấy, hiện nay Việt Nam đóng góp cho thế giới 6 danh nhân văn hóa, mà chói lọi nhất là Hồ Chí Minh. Để chúng ta học tập bác về mọi phương diện, tư tưởng, đạo đức, phong cách, mà thật ra là học bác về văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử với người, với việc, với tổ chức.
Đấy là sự kiện thứ nhất. Tôi nói sự kiện thứ hai này để tất cả chúng ta cùng chia sẻ và cảm động. Năm nay là tròn 80 năm Bác ra khỏi nhà tù. Bác bị giam cầm tù đầy ở Quảng Tây Trung Quốc, và nó giải bác đi 30 nhà tù. Nó làm cho bác cơ cực cay đắng suốt 14 tháng liền, mất liên lạc với tổ chức. Đó là sự kiện tháng 8 năm 1942. Bác chính thức lấy tên là Hồ Chí Minh. Trước đó vẫn là Nguyễn Ái Quốc. Viết xong lịch sử nước ta bằng thơ ở Bác Bó Cao Bằng: "Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", thì bác lấy tên là Hồ Chí Minh và lên đường sang Trung Quốc. Thì đến biên giới Việt Nam Trung Quốc ở Quảng Tây, lính của Tường Giới Thạch bắt bác ngay. Nó đầy ải bác suốt 30 nhà tù. Nó giam cầm bác 14 tháng liền, cơ cực lầm than. Bác vượt qua hết bằng ý chí nghị lực của mình, và bác để lại cho đời một tập thơ vĩ đại. Đó là Ngục Trung Nhật Ký. Bác viết bằng tiếng Hán, chữ Hán, 133 bài thơ. Sau này ta xin phép bác để dịch ra tiếng Việt, ta dịch là Nhật Ký Trong Tù. Bác là một nhà thơ lớn. Tác phẩm này của bác bây giờ chính thức là bảo vật quốc gia, cả thế giới ngưỡng mộ. Thì năm nay là tròn 80 năm. 80 năm bác lấy tên là Hồ Chí Minh. 80 năm bác có tác phẩm Nhật Ký Trong Tù. Và cũng 80 năm bác ra khỏi nhà tù của chế độ Tưởng Giới Thạch Trung Quốc. Xin các đồng chí nhớ cho là cái người trả lại tự do cho bác đấy. Bác ra khỏi nhà tù và có tự do để trở về với tổ quốc mình, để làm cách mạng tháng 8 là ai? Cái người này rất đặc biệt. Người này giống hệt tên bác, cũng là Chí Minh. Bác là Chí Minh, ông cũng là Chí Minh, chỉ khác họ thôi. Bác là Hồ Chí Minh, còn ông ấy là Hầu Chí Minh. Ông là chủ nhiệm chính trị của quân đội Tưởng Giới Thạch, vì rất ngưỡng mộ trí tuệ đạo đức của bác mà quyết định trả lại tự do cho bác. Cho nên ra khỏi nhà tù, bác có lời cảm tạ đấy. Cảm tạ bằng thơ cơ. Cảm tạ Hầu tiên sinh đã có công lao giúp bác trả lại tự do cho bác. Và bác viết cái bài thơ cuối cùng, đánh số 133, rất lạ. Sau này khi dịch ra, ta cũng vẫn cảm thấy lạ. Và ta đã gặp bác để xin ý kiến bác, nghe bác giải thích. Càng nghe bác nói ta càng cảm động. Câu chuyện là thế này các đồng chí. Hai nhà thơ giỏi chữ Hán nhất là Khương Hữu Dụng và Nam Chân dịch cái bài này. Các ông đã dịch rất hay rồi, nhưng vẫn rất băn khoăn là tại sao bài này ở cuối cùng đánh số 133 mà lại không có đầu đề. Thì ta mới tạm dịch ra là vô đề. Vô đề là không có đầu đề. Núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. Ta đến trình bác để xin ý kiến. Bác khen chúng ta là dịch hay, nhưng bác nói là các chú cũng chưa hiểu hết về bác, để bác dịch lại. Bác là người trong cuộc, bác dịch hay hơn nhiều. Sau này bác nói với chúng ta là một ngày trong tù bằng nghìn ngày ở ngoài đời. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Bác dặn các cán bộ quản giáo, nhà giam, trại giam ấy, bác dặn tòa án, viện kiểm sát, những người mà có trách nhiệm xét xử đấy, các chú không được xử oan. Xử oan sai khổ cả một đời người đấy, rồi tan vỡ cả gia đình, tai tiếng cho người ta. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Thì bác thương cảm những số phận con người như vậy,
vì bản thân bác đã trải qua như thế. Bác tự thanh minh là ta là người chân thật đi tìm cách mạng mà lại bị vu oan là kẻ hán gian cơ. Cho nên thơ bác thấm thía lắm. Bác đầu tiên đặt đầu đề cho bài thơ Tân Xuất Mục Học Đăng Sơn, tức là sơn là núi đấy, tức là mới ra tù tập leo núi. Xã ta là An Sơn đó, một ngọn núi mà yên lành, ổn định, phát triển. Cái tên này rất đẹp các đồng chí nhé, rất đẹp. Đáng để chúng ta nghĩ về cốt cách của người dân An Sơn phải như thế nào để phát triển. Thì bác nói như thế, mới ra tù tập leo núi. Bác dịch ngược lại cơ, mây ấp núi, núi ôm mây, lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng, bồi ngồi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Cái chữ bồi ngồi và nhớ chạnh lòng của bác đấy, chữ nhớ ai của bác đấy, cho ta hiểu hết nỗi niềm của bác. Ta có ngờ đâu bài thơ ấy nó như một cái tin nhắn, tin nhắn về trong nước rằng bác vẫn còn sống chứ chưa chết. Đời bác như huyền thoại vậy, lúc sống, lúc thì sống, lúc thì chết, chết đi sống lại, vào tù ra tội mấy lần. Bác Hồ có cả án tử hình đấy. Đế quốc thực dân nó định tử hình bác đấy chứ, mà không làm gì được. Bác nói là có khi cái chết đến tận cổ bác rồi mà bác vẫn vượt qua được. Cái bài thơ này đấy là cả một cuộc đời, một phần của cuộc đời bác, nhắn tin rằng là chưa chết. Cái chữ quan trọng là nhớ ai, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Nhớ ai đây là đồng bào, đồng chí trong đảng. Và trong trái tim của bác, cõi riêng tư của bác, nhớ ai đây là nhớ về cô Huệ, Lê Thị Huệ, người yêu của bác. Lúc còn trẻ, bác có 21 tuổi, cô Huệ có 18 tuổi. Mối tình vừa mới chớm nở như một nụ hoa đã hy sinh. Vì đi tìm đường cứu nước 30 năm không nỡ ràng buộc gì nhau cả. Cô Huệ yêu bác say đắm chứ. Bác cũng vậy. Một mối tình rất là cao đẹp và thánh thiện, nhưng chỉ có trong trái tim thôi, không có trong cuộc đời vì có lấy nhau đâu. Cuối cùng thì cô Huệ đi tu. Bác biết tin cô Huệ đi tu, bác khóc. Mà đau đớn nhất cho bác là chỉ vì nghe tin bác mất mà cô Huệ đi tu. Đây không phải cái mất thật. Báo chí tung tin lên là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh chết trong tù rồi, để che mắt thực dân thôi, chứ có phải bác mất đâu. Đến năm 69 mới mất cơ mà. Tình cờ cô Huệ tưởng bác mất thật, cô bỏ đi tu. Và khi cô đi tu rồi, cô lại mới biết bác vẫn còn sống. Nó éo le ở chỗ đó. Chứ bồi hồi nhớ ai là vì vậy đấy. Chạnh lòng nhớ ai là vì vậy. Đi tu rồi mà có quên bác đâu. Cô vẫn hỏi chúng ta là các ông có bao giờ nghe thấy cụ Hồ kể về tình yêu không? Có bao giờ nghe thấy cụ Hồ nhắc đến tên tôi không? Thì ta mới thấy đây là mối tình có thật và rất đằm thắm. Ta kể cho cô nghe là bác thương cô lắm mà cô khóc. Ta kể cho cô nghe là bác hỏi ai? Bác hỏi những cán bộ cao cấp của đảng cơ. Ông Ung Văn Khiêm là Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ. Ông Bùi Công Trừng là trong Trung ương Đảng. Là các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không kể cho bác nghe? Thì ta thương bác không dám kể. Bác hỏi mãi ta mới kể một câu dè dặt là cô Huệ đi tu mất rồi bác ạ. Thế là bác khóc. Bác dằn vặt suốt đêm. Ông Vũ Kỳ vào phòng tắt đèn cho bác. Đêm khuya bác còn gọi lại cơ mà. Chú vặn lại đài cho bác để bác nghe tin. Chú cứ để bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Để ta thấy hết cái nỗi cô đơn của bác nhé.
Một con người vĩ đại như vậy nhưng lại có một trái tim thương yêu từ khi còn rất trẻ, và là một trái tim đau đớn. Đau đớn vì tất cả những điều trong cuộc đời, trong số phận. Thì chúng ta biết là năm nay 80 năm Bác ra khỏi nhà tù, 80 năm ta biết đến nhật ký trong tù. Điều này nó có liên quan đến sự kiện của đồng chí Trường Chinh. Các đồng chí có nghe tên tuổi Trường Chinh không? Các bác đứng tuổi đều biết cả. Tổng bí thư của đảng đấy, học trò xuất sắc của bác. Khi bác lấy tên là Hồ Chí Minh thì đồng chí tổng bí thư tên thật là Đặng Xuân Khô lấy tên là Trường Chinh. Bác về Bác Bó Cao Bằng, bác giới thiệu Trường Chinh làm tổng bí thư. Và đến đại hội 2 năm 51, đại hội lại bầu Trường Chinh làm tổng bí thư. Rồi sau đó có cái sự kiện cải cách ruộng đất, toàn thể trung ương đều tự kiểm điểm, kể cả Bác Hồ. Và đồng chí tổng bí thư Trường Chinh nhận trách nhiệm cao nhất trước trung ương, xin từ chức. Trung ương lại đề nghị bác kiêm luôn tổng bí thư, vừa chủ tịch đảng vừa tổng bí thư. Sau đó bác cho mời đồng chí Lê Duẩn từ chiến trường miền Nam ra để nhận chức tổng bí thư. Thế mà đến tận khi bác mất rồi, đất nước đã giải phóng rồi, miền Nam đã sum họp một nhà, Bắc Nam một nhà rồi, thì đất nước chẳng may lại rơi vào hai cuộc chiến tranh mới. Chiến tranh Tây Nam và chiến tranh phía Bắc. Đất nước bị bao vây cấm vận, chìm trong khủng hoảng. Chứ chỉ có đại hội 6 để cứu đất nước ra khỏi khủng hoảng. Đại hội 6 mở được đấy là nhờ có Vĩnh Phú, có Đồ Sơn và có cả Long An nữa. Ta có nhớ Long An bù giá vào lương nhé. Vĩnh Phú là đồng chí Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy, ngồi cả ngày trên giữa đồng ruộng, trời nắng như đổ lửa như vậy, ông nhổ từng gốc lúa lên, gốc mạ lên. Ông bảo thế này thì dân chết đói mất. Ông lấy cả sinh mệnh chính trị của người đứng đầu tỉnh, quyết định cho dân làm khoán. Ta gọi là phá rào, phá cơ chế cũ. Đồ Sơn cũng thế, Hải Phòng cũng thế, để cứu dân. Thì trong bối cảnh đổi mới ấy, Đại hội 6 sắp đến giờ khai mạc rồi. Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ khai mạc thôi. Văn kiện viết xong hết. Thì đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Qua đời trước đại hội. Và đảng ta lại yêu cầu đồng chí Trường Chinh, lúc đó đã 80 tuổi, đứng ra đảm trách trọng Tổng Bí thư. Thế là Tổng Bí thư lần thứ 3, mà là Tổng Bí thư tạm quyền, để điều hành công việc của đảng chờ đại hội. Đến đại hội thì đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư. Mà do đồng chí Trường Chinh chủ động từ chức để mở đường cho đại hội bầu Tổng Bí thư mới. Trong đảng ta, những học trò xuất sắc của bác, những bậc tiền bối cách mạng như vậy là tấm gương để chúng ta tự học, chúng ta học theo, học tập. Ngay đồng chí Nguyễn Văn Linh, người con của Hưng Yên mà lại gọi là người con của Nam Bộ, vì suốt đời ông dành cho nhân dân Nam Bộ. Khi mất, ông cũng an nghỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi Nguyễn Văn Linh nhận chức Tổng Bí thư, ông đã ngoài 70 tuổi. Còn Trường Chinh làm Tổng Bí thư lần cuối cùng là 82 tuổi. Đồng chí Nguyễn Văn Linh nói một câu cao cảm động trong cái diễn văn nhậm chức ấy: tôi chỉ làm Tổng Bí thư một nhiệm kỳ thôi. Ngay từ bây giờ đảng phải chuẩn bị cho nhà lãnh đạo mới. Ta thấy cái chủ động tìm cán bộ tài giỏi hơn mình ấy là một điều rất cao thượng, cao quý. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là người mà làm như nói và làm như một. Vừa rồi ta mới
tổ chức một cái hội thảo lớn về những bài báo nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đấy, NVL, nói và làm là như vậy. Thì có thể nói là bao nhiêu sự kiện để nhắc chúng ta ghi nhớ Bác Hồ và các nhà lãnh đạo của Đảng. Các thầy giáo, cô giáo dạy văn học nhé, thì đừng quên là Bác Hồ là một nhà thơ lớn, tâm hồn lộng gió thời đại. Còn Trường Chinh cũng là một nhà thơ. Ông lấy danh là, bí danh là Sóng Hồng. Ông có bài thơ viết về thi sĩ, đúng không? Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền. Cũng như Bác Hồ nói đấy, nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Là như vậy, tuyên ngôn về nghệ thuật cả. Và chính Trường Chinh viết hai câu thơ cho người vợ của mình, trở thành hai câu thơ để đời. Người phụ nữ, người vợ mà có chồng làm cách mạng là rất tự hào, nhưng cũng rất lo, vì sự sống và cái chết là mỏng manh lắm trong gang tấc. Trên Trường Chinh viết thế này: em biết đời anh say lý tưởng, em mừng nhưng sợ cánh chim bay, để nói hết nỗi lòng của mình. Trong các nhà lãnh đạo của Đảng ta, thơ là một phương diện của tâm hồn được các đồng chí đó rất là chú trọng. Năm nay còn có một sự kiện nữa, mà đây là một cơ hội tốt đẹp để toàn Đảng chúng ta, trong đó có Đảng bộ của xã An Sơn, học tập làm theo Bác. 75 năm Bác có lời dạy công an, 75 năm Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bác viết thư cho một đồng chí trong ngành công an lúc đó còn rất trẻ, tên là Hoàng Mai. Ông chỉ có 27 tuổi thôi. 27 tuổi là trẻ lắm, ít hơn chúng ta rất nhiều. Mà Bác dặn như thế này này: đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với công việc phải tận tụy, đối với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo. Địch đây là cả địch ngoại xâm và cả địch trong lòng. Địch ở trong lòng gọi là chủ nghĩa cá nhân. Đồng chí Hoàng Mai 27 tuổi nhận bức thư này của Bác, lúc đó ông làm gì? 27 tuổi mà đã là giám đốc công an của 7 tỉnh liền, từ Bắc Giang đến tận Quảng Ninh, Quảng Yên. Bác dùng người như thế đấy các đồng chí. Mà trong Đảng ta đấy, có thời kỳ mà lãnh đạo cấp cao trẻ lắm. Tổng Bí thư Trần Phú có 26 tuổi. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, ta có nghe tên Nguyễn Văn Linh, cũng còn rất trẻ, đã ở nhà cương vị một nhà lãnh đạo nổi tiếng. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 21 tuổi đã là bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Sinh trưởng trong một gia đình cố nông nghèo khổ mà có tư chất chính trị như vậy. Nguyễn Chí Thanh là tên Bác đặt cho đấy chứ. Ông ấy tên là Nguyễn Vịnh cơ mà. Sau này con trai của ông là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đấy. Lúc Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất đấy, Nguyễn Chí Vịnh còn nhỏ xíu đấy này. Bác nuôi, Bác thương lắm. Và sau này được đào tạo thành cán bộ của Đảng. Nguyễn Chí Thanh là người mà Bác đề nghị bổ sung vào Trung ương đấy. Mà lúc giới thiệu nhân sự Trung ương là Nguyễn Chí Thanh, ông cứ ngồi yên cả. Ông ấy tưởng người khác cơ. Không ngờ là tên mình. Đến mức Phạm Văn Đồng nói là đấy là tên anh, Bác đặt cho anh đấy, anh lên với Bác thì mới biết đấy chứ. Mà đời Bác đấy, Bác phong đại tướng một lần cho Võ Nguyên Giáp lúc 37 tuổi. Từ du kích lên thẳng đại tướng. Lần thứ hai là phong cho đại tướng Nguyễn Chí Thanh 45 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì còn sống được đến 103 tuổi mới về với Bác. Chứ còn đại tướng Nguyễn Chí Thanh ấy, thì số phận cho một cuộc đời ngắn ngủi. Ông chỉ thọ có 53 tuổi đã mất.
mà ông mất vì một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, mà tổng tiến công Mậu Thân đến nơi rồi thì mất. Ngày cuối cùng mà các bác sĩ khám bệnh cho bác đấy, trong một buổi tối cơn mưa bác cảm lạnh, đau đớn phát hiện thấy bác Hồ đã có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim. Trên suốt những ngày cuối cùng bác đau đớn lắm, là vì vậy. Để chúng ta nhớ là mỗi một sự kiện nói lên đều gắn liền với bác. Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó có cái thi đua của Hải Phòng đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí có nhớ Hải Phòng có cái nhà máy xi măng không? Nhà máy xi măng làm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân đấy. Hải Phòng cũng là trường học thực tiễn để rèn luyện công nhân và lãnh đạo công đoàn Việt Nam đấy. Thì đấy cũng là một trong điểm sáng về thi đua. Thi đua là yêu nước phải thi đua. Ai thi đua là người yêu nước nhất. Bác nói như vậy. Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua cơ mà. Bác Hồ lại còn trực tiếp viết tiểu sử thành tích công trạng cho các anh hùng thi đua, chiến sĩ thi đua. Bác thấu đáo đến thế. Bác lại dự trực tiếp đại hội thi đua từ lúc kháng chiến chống Pháp năm 1948 đến tận những ngày cuối đời bác thời kỳ chống Mỹ những năm 60. Và có hai câu chuyện cảm động thế này. Bác cho mời bác Tôn Đức Thắng làm trưởng ban vận động thi đua ái quốc. Bác Tôn là bạn chiến đấu của bác Hồ, từ một người công nhân thành một lãnh tụ. Bác Tôn là người của miền Nam. Bác Hồ tin cậy đề nghị tặng huân chương sao vàng cho bác Tôn là tặng cho cả miền Nam. Còn riêng bác từ chối. Bác khiêm tốn nói là bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Đồng bào miền Nam chưa được hạnh phúc, bác Nam chưa sum họp một nhà, thì bác cảm thấy như là chưa làm tròn nhiệm vụ, cho nên bác đề nghị hoãn lại. Cho nên bác Hồ của chúng ta đấy, lúc ra đi là trên ngực áo trống không, không có huân chương. Chúng ta thì có rất nhiều huân chương, bác không có đâu. Bác không có một tấm huân chương nào, trên ngực áo trống không. Nhưng tại sao cả khoang áo của bác trên ngực lại ướt? Đấy là nước mắt của 6 bác sĩ trong tổ y tế đặc biệt của Trung ương thay nhau hồi sức cho bác mà tim bác không đập lại. Đau đớn quá vừa làm vừa khóc, nhỏ nước mắt trên ngực áo bác. Năm nào cũng vậy, đến ngày bác mất là trời mưa tầm mưa tạ. Và chúng ta đều chiếu lại cái bộ phim Những Giây Phút Cuối Cùng của bác. Thì các đồng chí xem, các đồng chí cố nhận ra cái khoang ngực áo bác ướt nước mắt. Một cái chi tiết nữa là tại sao mà khi Trung ương thiết tha mời bác rời Hà Nội để đưa bác về vùng đá Trông Ca Chín ở Ba Vì đấy, chắc là nhiều đồng chí đã đến đó rồi, để bác dưỡng bệnh cho dân yên tâm. Vì tin của mật tình báo cho biết đấy, Mỹ nó ném bom triệt phá tất cả đê điều miền Bắc, mà nếu ta không giữ được đê thì Hà Nội chìm trong biển nước. Chứ chưa nói Hải Phòng, Hà Nội, ngay Hà Nội cũng chìm trong biển nước. Trước tình hình đó, Trung ương thiết tha đề nghị bác rời Hà Nội ít ngày, đưa bác về vùng đá Trông Ba Vì để bác dưỡng bệnh. Bác có đi đâu? Bác khóc. Bác nói là bác không thể bỏ dân mà đi được. Đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Dân mới là quan trọng. Trên giường bệnh, trước khi mất, bác chỉ hỏi đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Dân đây là nông dân đấy. Thì đủ hiểu tình thương của bác lớn đến như thế nào. Riêng đồng chí Phạm Văn Đồng là thủ tướng thay bác. Các đồng chí có biết là bác làm thủ tướng không? Bác không chỉ làm chủ tịch nước đâu, bác còn làm thủ tướng nữa. Bác làm thủ tướng suốt 10 năm liền.
từ năm 45 đến năm 55. Lúc bây giờ không gọi là thủ tướng mà gọi là chủ tịch chính phủ. Thì bác chính là thủ tướng đấy. Đồng chí Phạm Văn Đồng là phó thủ tướng đó. Đến khi bác thôi thủ tướng, ông Đồng mới thay bác làm thủ tướng từ năm 55 trở đi đấy. Thế cái năm 69 đến năm cuối cùng của bác, bác dặn thủ tướng Phạm Văn Đồng là chú đừng đi công tác xa nữa. Những ngày này ở lại đây với bác, để nếu có việc gì xảy ra thì thay bác mà giải quyết ngay cho dân. Đấy, người đứng đầu chính phủ là thế. Các đồng chí cũng nên biết một chi tiết này này. Ở Việt Nam có một điều rất lạ. Ai là chủ tịch nước và thủ tướng ăn chung một mâm cơm suốt cả cuộc đời? Ta vào khu di tích Hồ Chí Minh, ta vào cái nhà bếp ấy, cái nhà một tầng cấp 4 ấy, gọi là nhà 54, tức là làm năm 1954. Còn cái nhà một tầng nữa là nhà 67, làm năm 1967, chính là nơi bác chút hơi thở cuối cùng sau khi rời nhà sàn. Thì trong cái nhà bếp còn có cái bảng đen phấn trắng mà chia làm hai cột. Chữ của người cấp dưỡng còn nguyên hết mà, ta có thể chụp ảnh được. Một bên đây là thức ăn của cụ Hiền, một bên là thức ăn của ông Lành. Cụ Hiền là bác đấy, ông Lành là thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác đặt tên đấy chứ. Bác bảo là bác và chú ăn chung một mâm cơm, cho nên bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho chú là Lành để giữ bí mật. Hàng ngày có hai người là Hiền và Lành ăn cơm chung với nhau, kiểu như bí thư chủ tịch ấy các em chứ, đúng không? Lấy tiền lương mà thanh toán. Bác có lương của chủ tịch, chú có lương của thủ tướng. Dù chẳng bao nhiêu thời bao cấp mà, nhưng cũng có lương. Hãy chi tiêu bằng lương đó, không lấy một xu nào của quỹ đảng cả, tức là của văn phòng trung ương ấy. Bây giờ đảng ta đang đề cao chữ liêm, chữ chính, thì bác là một tấm gương đấy. Đọc thực đơn mà ta không cầm nổi nước mắt, khách nước ngoài nghe ta thuyết minh mà càng khóc. Ai lại có một bát cơm trắng, mà không phải lúc nào cũng cơm trắng đâu. Có khi cơm độn, khoai, sắn, ngô đủ cả. Vì bác dặn là dân ăn thế nào cho bác ăn như thế. Nếu không làm đúng bác phê bình. Chỉ có một bát cơm, mấy cọng rau cải hoặc rau muống. Bác lại thích cả canh rau dền, mấy quả cà sứ Nghệ, một khúc cá kho nhỏ, mấy miếng thịt hoặc đậu phụ cho bác. Vĩ nhân mà bữa cơm như vậy. Thủ tướng thì chỉ một bát cháo ngô, một nắm xôi, một củ khoai lang nướng hoặc luộc là đủ. Đã một thời, Bác Hồ và các lãnh đạo của đảng ta nêu gương cho quần chúng về nếp sống thanh cao đạm bạc như vậy. Mà bây giờ điều này đang cần phải học tập. Từ tất cả các cấp các ngành, trên đảng ta mới nêu là trách nhiệm nêu gương là thế. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của bác một câu như thế này này. Chú lĩnh lương cho bác, chi tiêu các khoản thật sòng phẳng cho bác, mua cái thắt trần phủi bụi bác bảo thanh toán. Bác còn bảo là bác chỉ có một mình bác thôi, các chú còn có vợ, có con, có gia đình riêng, chứ là chi tiêu gì phải thanh toán bằng hết. Và mỗi lần bác mời cơm các nhà lãnh đạo, đón đồng bào miền Nam ra, phải chi bằng tiền của bác, cấm các chú lấy tiền của đảng. Mà không làm như vậy bác kỷ luật, bác rất nghiêm, dù bác rất thương. Bác còn nói như thế này này, nếu như mà chi tiêu không đủ thì chú cho bác vay, kiểu tạm ứng đấy, rồi đến kỳ lương bác gửi lại chú. Lãnh tụ mà như một con người đời thường vậy. Ông Vũ Kỳ có lần đưa tiền thừa cho bác có cầm đâu. Bác bảo bác cầm tiền mà làm gì,
chú may cho bác một cái túi vải đựng tiền thừa vào đấy như tiết kiệm. Cần gì bác sẽ nói, bác cho hết. Từ các cụ già thượng thọ 80 tuổi đến các chị em phụ nữ sinh 3, sinh 4, nhất là bộ đội công an, thanh niên xung phong, các cháu thiếu niên nhi đồng, cho hết. Cho nên đến phút ra đi, bác chỉ để lại một bản di chúc 1.000 từ, một trái tim nhân hậu và một khối óc lỗi lạc, còn không tài sản, không của nả, không có riêng tư gì. Ông Vũ Kỳ nộp lại di chúc cho Trung ương và báo cáo với Trung ương tiền tiết kiệm của bác còn đến bây giờ là bao nhiêu. Đổ cái túi tiền xuống, đếm cho tất cả mọi người xem còn có mấy đồng bạc, cho hết. Có khi mà mấy tháng lương của bác tiết kiệm được chỉ đủ mua nước giải khát cho các chú bộ đội. Thời chiến tranh chống Mỹ mà trực chiến, cao pháo cao xạ trên nóc các cái nhà cao tầng như các bác. Bác đến thăm mà không có một chai nước ngọt nào cho chiến sĩ, mà cái mũ sắt đội vào đầu như một cái chảo lửa. Bác xót xa lắm. Bác bảo mua hết nước ngọt giải khát ra đây, gửi cho bộ đội. Nếu không đủ thì bảo bà con góp thêm vào, bác chỉ có ngần ấy thôi. Thế là thương nhất là bộ đội là vì vậy. Nói đến một con người như bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi là đời Bác Hồ trong như ánh sáng. Nước ngoài họ hỏi Thủ tướng là Bác Hồ, Hồ Chí Minh của các ông là ai? Thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiểu bác lắm. Ở với bác suốt đời, cho nên được coi là người hiểu Bác Hồ nhất. Ông trả lời hay lắm. Ông nói là Hồ Chí Minh của chúng tôi là một người yêu nước, thương dân, ái quốc, ái dân là tên bác. Hồ Chí Minh yêu nước 100%, nên cộng sản cũng 100%. Cái câu này là vô cùng quan trọng. Càng yêu nước thương dân thì càng thực sự là cộng sản. Mà càng cộng sản chân chính bao nhiêu thì càng yêu nước thương dân bấy nhiêu. Mà trọn vẹn không mất một chút nào, 100% yêu nước cũng 100% là cộng sản. Đấy là câu trả lời hay nhất trước bạn bè thế giới. Và đặc biệt nữa, chúng ta lưu ý cái hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi chưa kịp hỏi là trong xã chúng ta có cái tổ chức cựu chiến binh không? Chắc có chứ gì ạ. Hội cựu chiến binh năm nay các đồng chí nhớ nhé, kỷ niệm 10 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. Mới ngày đó thôi mà đã 10 năm rồi. Bác và Đại tướng là có một tình cảm đặc biệt. Ai lại 33 tuổi, bác đã cử làm đội trưởng đội du kích đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân từ năm 44, lúc đó có 33 tuổi. Cách mạng thành công, Võ Nguyên Giáp có 34 tuổi. 34 tuổi mà bác bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ. Bác là bộ trưởng ngoại giao, kiêm thủ tướng, rồi cả chủ tịch nước. Và bác bố trí bên cạnh bác là một người rất là quan trọng, người giữ tiền cho cách mạng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Là ai các đồng chí? Phạm Văn Đồng. Bác là Bộ trưởng Ngoại giao, Võ Nguyên Giáp Bộ trưởng Nội vụ, Phạm Văn Đồng Bộ trưởng Tài chính. Ông Phạm Văn Đồng kể thế này này: ở với bác ăn toàn cháu bẹ rau măng, mà có khi không đủ no cơ, thời thanh niên mà tiền thì rất nhiều, nhưng không được suy xuyển một xu. Tiền đó là để mua vũ khí, tiền đó là vận động từ quốc tế mà có. Bác giao cho Phạm Văn Đồng giữ. Ông Phạm Văn Đồng kể là: tôi nghe lời bác phải giữ tiền thật cẩn thận, không suy xuyển một xu, và phải may một cái áo bên trong rất rộng, có cái hai cái túi rất lớn, những sấp bạc bác đưa nó dày cộp như một cuốn từ điển, để mua vũ khí chứ không phải để ăn tiêu đâu. Còn sáng ra bờ suối, tối vào hang,
cháo bè rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thực là sao? Sống như thế vì dân vì nước. Cho nên bây giờ tìm được một sự trong sáng liêm khiết như Bác Hồ đấy là cả một nỗ lực phi thường, là chúng ta phải dày công đào tạo cán bộ như hiện nay theo gương Bác. Có khi Bác còn nhịn đói. Ở Việt Bắc là cơm gạo đỏ, cơm gạo hầm, không có thức ăn. Thương Bác quá, xót xa chưa biết làm gì để bồi dưỡng cho Bác, thì Bác lại động viên trở lại. Bác bảo làm cách mạng thì phải có khó khăn, chứ không có khó khăn cần gì phải làm cách mạng. Thôi các chú chịu khó vào trong bản, trong làng ấy, xem nhà dân có chè tươi, cái chè xanh hay không chứ, xin dân một nắm lá chè về đun lên làm nước trà mà uống, chan vào cơm, cho muối vừng và là xong thôi. Lãnh tụ mà sống như thế đấy các đồng chí, làm sao sống lâu hơn được. Đời Bác chết đi sống lại mấy lần chứ. Ai lại có lần mà ta đi phục vụ Bác ở chiến dịch, ta mệt lắm muốn nghỉ mà không dám nghỉ, vì Bác chưa cho nghỉ, bản thân Bác cũng chưa nghỉ. Thế muốn nghỉ thì phải gợi ý mời Bác nghỉ để bảo vệ sức khỏe cho Bác, rồi lấy cớ nghỉ theo. Mà Bác có một biệt tài là đọc trước được suy nghĩ của chúng ta. Bác nói là đi chậm lại cũng là nghỉ rồi, chứ mà nghỉ hẳn ấy thì rồi ngại lắm, không muốn đi nữa đâu chú ạ. Thôi cố lên. Bác là như thế. Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể là Bác Hồ đi bộ một ngày 40 cây số là chuyện bình thường. Cứ trong rừng, trong núi như thế, toàn đường mòn. Vì Bác làm chủ tịch nước thì Bác phải đi sang tận cơ quan của chính phủ ở Tuyên Quang, Sơn Dương, Tân Trào. Bác làm chủ tịch đảng thì cơ quan là ở Định Hóa, Thái Nguyên. Cơ quan của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cũng ở đó. Văn phòng của đồng chí Trường Chinh cũng ở đó. Toàn trong rừng trong núi cả. Cho nên Bác có một biệt tài là Bác chọn nơi ở cho cơ quan, nơi ở và làm việc cho chính Bác và đồng đội. Người ta gọi Bác là bậc thầy về phong thủy, và Bác là bậc thầy về nhân tướng học. Phong thủy là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhìn núi nhìn sông mà biết chỗ an nguy. Còn nhân tướng học tức là nhìn khuôn mặt con người mà biết người đó như thế nào để bố trí công việc cho nó chính xác. Bác là bậc thầy của việc dùng người, dùng người mà toàn trí tuệ lớn, nhân cách lớn, không bao giờ dùng sai. Bác là có bản lĩnh dùng cả cán bộ ngoài đảng. Ngoài đảng mà Bác bố trí làm bộ trưởng, ngoài đảng mà bố trí làm chủ tịch nước thay Bác, thì đã đủ hiểu Bác tin dân đến như thế nào. Tôi kể các đồng chí nghe câu chuyện này nhé. Có lần Bác gửi thư cho toàn thể đồng bào, trong đó có đồng bào Hải Phòng đấy các đồng chí, nhất là giới thương gia, giới nhà buôn, giới hoặc Trung Quốc là Hoa Kiều, Bác gọi nôm na là các bạn tàu. Bác gửi thư cho đồng bào, Bác thông báo là chính phủ của Bác bắt đầu tiếp dân kể từ ngày hôm nay. Đây, hôm nay chúng ta cũng là cái ngày lịch tiếp dân hay sao đây này. Dân đến để giải quyết các cái câu chuyện đất đai, nhà cửa, mặt bằng đấy. Bác chủ động tiếp dân ngay sau lễ tuyên ngôn độc lập. Bác nói thế này: kính gửi toàn thể đồng bào trong nước, tôi chính thức thông báo để đồng bào cả nước rõ, chính phủ do tôi đứng đầu bắt đầu tiếp dân kể từ ngày hôm nay, tức là mùng 3 tháng 9. Vậy đồng bào đăng ký trước để chúng tôi sắp lịch cho đồng bào đỡ phải chờ đợi mất công. Bác nói rất giản dị: xin đồng bào đăng ký mỗi đoàn tiếp không quá 10 vị, tức là 10 người. Mỗi lần tiếp không quá 1 giờ để tôi được nghe nhiều đoàn phát biểu hơn. Đấy, Bác tin dân, nghe dân đến như vậy. Bác lại liệt kê một danh sách những đối tượng Bác tiếp. Đầu tiên là các người nước ngoài, Bác gọi là các bạn tàu, giới buôn bán thương gia,
tư sản dân tộc, nhà buôn, rồi là phụ nữ, phụ lão, thanh niên, công giáo, Phật giáo, thiếu niên, nhi đồng, nhà giáo, nhà báo, quân đội, công an, không sót một đối tượng nào. Bác tiếp hết. Cho nên bác là bậc thầy về dân chủ, nghe dân và vì dân. Các đồng chí có nhớ cái câu chuyện bác định nghĩa cán bộ? Ta đang rất chú trọng về cán bộ hiện nay, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo quản lý. Bác nói là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cán bộ là sợi dây chuyền của bộ máy. Cán bộ là người đưa đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ đến với dân, lại chuyển tâm tư, nguyện vọng của dân đến với Chính phủ, để Chính phủ hiểu thấu và giải quyết kịp thời, điều chỉnh và định chính sách cho đúng. Bác nói giản dị đến mức dễ hiểu, ai cũng biết, không thể hiểu sai được. Bác lại còn nói thế này mới thấm thía chứ. Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Đoàn thể tức là Đảng đấy các đồng chí nhé. Đoàn thể viết hoa là Đảng đấy. Khi Đảng đã rút vào bí mật thì không gọi là Đảng, gọi là đoàn thể. Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Cán bộ là tài sản của quốc gia. Cán bộ tốt, cán bộ giỏi, cách mạng thành công thì chúng ta có lãi. Bác dùng chữ lãi. Còn cán bộ ngược lại yếu kém, hư hỏng, cách mạng thất bại thì chúng ta sẽ lỗ vốn. Cái điều mà bây giờ ta mới nói về lý thuyết quản trị nguồn nhân lực thì bác nói từ 70 năm trước đây. Cho nên ta thấy điều bác dạy chúng ta vô cùng thấm thía. Tiền vốn của đoàn thể, tài sản quốc gia. Riêng cán bộ lão thành, bác cũng thẳng thắn mà phê bình thế này này. Các đồng chí lão thành cách mạng là vốn quý của Đảng, Đảng rất biết ơn. Nhưng các đồng chí phải có lòng bao dung, nâng đỡ con cháu thế hệ sau làm việc. Và dù có công lao đến mấy đi nữa, không được kể công với Đảng, không được công thần. Bác nói câu này với Nghệ An ấy, với chính đồng bào quê mình ấy. Bác thẳng thắn lắm. Bác còn nói là riêng cán bộ trẻ thì phải học tập cán bộ già. Những người đi trước lớp cha anh phải khiêm tốn học hỏi. Mỗi thế hệ cán bộ đều có cả ưu và cả khuyết. Cái mạnh và cái yếu khác nhau, chứ phải bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Mà trong đó phải tin cậy thương yêu nhau. Trong di chúc bác ghi là đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Những điều này rất thấm thía vào lúc này. Thế còn về nguồn lực, điều mà Hải Phòng rất chú trọng bây giờ đây các đồng chí này. Nguồn lực nó bao gồm cả vật chất và tinh thần. Gọi là nhân tài vật lực. Tức là vốn người, vốn tài chính, tiền tệ, vốn vật chất kỹ thuật. Đất đai cũng là nguồn lực. Thế thì bác nói thế này, phải tiết kiệm. Việc đáng tiêu thì một vạn cũng không tiếc. Đây là chỗ đầu tư đấy nhé. Việc không đáng tiêu, một xu cũng không chi. Thế là tiêu dùng hợp lý. Chứ tiết kiệm là văn minh. Chứ còn keo kiệt bùn xỉn mới là cái xấu phải bỏ. Chứ tiết kiệm không phải là keo kiệt, tiết kiệm là văn minh. Bác tiết kiệm đến mức mà một cái phong bì bác dùng làm hai lần, cứ lộn nó ra thế này. Bác tính là tiết kiệm được bao nhiêu giấy trong cả nước để cho học trò nó học. Di chúc bác viết cả mặt sau của tờ bản tin thông tấn xã. Thì bác làm gương cho chúng ta về tiết kiệm. Cái ống bơ sữa bò bác dùng rồi, bác giữ lại để đựng bút bi bút chì làm việc, để trên bàn thay cho hộp bút. Chứ bác làm gì có đồ dùng văn phòng phẩm sang trọng như thời nay của chúng ta đâu. Để tấm gương điển hình về tiết kiệm. Và đặc biệt nữa này, trong tất cả các nguồn lực để phát triển thì vốn tiền bạc rất quan trọng. Vốn kỹ thuật công nghệ cũng rất quan trọng.
Nhưng quan trọng nhất là vốn người, tức là con người là cán bộ. Cho nên bác mới phê bình chúng ta là đừng có rơi vào bệnh hẹp hòi. Hẹp hòi tức là cứ đố kỵ người tài, người giỏi không dùng, chỉ thích dùng những người cùng cánh hầu với mình thôi. Bác phê bình đấy. Bây giờ đảng ta gọi là lợi ích nhóm, là phe nhóm, thì rất tai hại cho đảng, cho dân. Bác còn chủ trương dùng người không câu nệ đảng viên hay không đảng viên. Bác là bậc thầy của việc dùng người ngoài đảng. Chứ còn là công chuyện này, công chuyện toàn dân, chứ một mình đảng làm sao làm được. Thì đảng bộ chúng ta cũng là lớn chứ gì, hơn 200 đảng viên. Toàn đảng bây giờ có 5,2 triệu đảng viên. Còn khi cách mạng tháng 8 ấy, toàn đảng có 5.000 đảng viên. Mà làm đến sự nghiệp lớn chứ như thế. Lúc cách mạng tháng 8 thành công, cả nước có 20 triệu người. Đã chết đói mất 2 triệu rồi. Khi giải phóng miền Nam, cả nước có 30 triệu. Còn bây giờ cả nước Việt Nam 105 triệu. Cuối thế kỷ này, Việt Nam là một nước 135 triệu, theo như dự báo. Thế là một nước lớn chứ gì. Nhưng ta đừng quên là ta sát nách Trung Quốc nhé. Núi liền núi, sông liền sông như thế. Biển Đông đang rất dữ dội. Trung Quốc 1 tỷ 500 triệu dân. Lúc chúng ta 135 triệu thì họ là 1 tỷ 6 rồi. Cho nên ta đừng quên lời của bác. Phải biết khôn, biết ngoan, biết sáng suốt thì mới tồn tại được. Biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự để phát triển. Bác hiểu Trung Quốc như trong lòng bàn tay. Tiếng Hán bác biết từ khi còn 3 tuổi, 5 tuổi. Bác viết cả một tập thơ bằng tiếng Hán cơ. Bác hiểu Trung Quốc lắm. Bác dạy chúng ta như vậy. Ở Hải Phòng, các đồng chí có bao giờ về Quảng Ninh? Các đồng chí về huyện Vân Đồn, ra biển, đến đảo Cô Tô. Cái sự kiện này bây giờ phải nói lại. Năm 1961, lúc bác 71 tuổi, bác đến Cô Tô lần đầu tiên. Lúc bây giờ cả Cô Tô chưa đầy 1.000 người. Mà bác nói giản dị, dễ hiểu như vậy mà lại chẳng ai nghe được. Ta rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Thì ta mới vỡ lẽ ra, không phải người Việt Nam, toàn Hoa Kiều. Chúng ta báo cáo với bác như vậy, bác lập tức nói tiếng Hoa ngay, không nói tiếng Việt nữa. Và ai cũng hiểu. Bác dặn là phải đoàn kết, giúp nhau sản xuất, tôn trọng pháp luật. Có thế thôi. Và trước tình hình đó, chúng ta đề nghị bác cho dựng tượng bác tại Cô Tô. Bác đồng ý ngay lập tức. Thế là lạ lắm. Không phải vì bác, mà vì chủ quyền quốc gia dân tộc. Dấu ấn chủ tịch nước ở đấy, đó là độc lập ở đấy. Bác đồng ý với nghĩa đó, không phải vì bác đâu. Nên bây giờ nếu các đồng chí đến Cô Tô đấy, thì đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài bác. Ta còn xây thêm cả nhà thờ nữa. Và bây giờ có cả quảng trường lớn, hiện đại trên huyện đảo Cô Tô. Dù cả huyện Cô Tô bây giờ dân số còn ít hơn dân số của xã chúng ta, chưa đầy 7.000 người, mà là một huyện, huyện chiến lược. Vừa rồi Bộ Tư lệnh Lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tài trợ toàn bộ cho Cô Tô để tổ chức lễ thượng cờ đúng ngày đúng giờ như ở Lăng Bác, cho thật thiêng liêng. Cờ mang từ Lăng Bác về, toàn bộ thiết bị công nghệ làm cột cờ hiện đại nhất là chuyển từ Hà Nội vào. Và toàn bộ kinh phí đào tạo bồi dưỡng cho đội vệ binh danh dự làm lễ thượng cờ là đều do Bộ Tư lệnh Lăng đảm nhiệm hết. Còn các đồng chí về Hà Giang, địa đầu Tổ quốc đấy, có cái cột cờ Lũng Cú,
mà ngày đêm cờ đỏ sao vàng bay trên bầu trời lũng cú, cái lá cờ khổng lồ diện tích 54 mét vuông, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam. Đấy, bây giờ cái câu chuyện độc lập chủ quyền thiêng liêng đến như thế của Tổ quốc, thời gọi là vua mèo là thế. Bác còn chỉ thị cho kỹ sư Trần Đại Nghĩa làm cho bác một thanh gươm thật đẹp, thật là sắc. Bác cho người đi tìm gỗ quý để làm bao gươm. Bác tự tay viết mấy chữ Hán trên vỏ bao gươm ấy: tận trung cứu quốc, bất thụ nô lệ. Tức là chung với nước, với dân, không chịu làm nô lệ. Đấy chính là khéo léo dạy Vương Chí Sình, và qua đó tác động đến đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang. Bây giờ là tỉnh biên giới vô cùng khó khăn, nhưng cũng vô cùng có triển vọng phát triển. Đấy, tầm nhìn của bác như vậy. Khi ông ta ra nước ngoài sinh sống, thì ông ta chuyển toàn bộ quà kỷ vật của bác tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Để chúng ta thấy rằng là cái bài học đại đoàn kết của bác thấm thía như thế nào. Ta trở lại câu chuyện cái ngôi nhà thờ ở Cô Tô ấy. Nếu các đồng chí ra thăm được thì tốt nhất. Ta đọc trực tiếp hai câu đối, có mấy chục chữ thôi, mà bao quát toàn bộ tư tưởng đạo đức phong cách của bác. Một bên là tận trung với nước, xã tắc sơn hà là thiêng. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. Trung với nước, hiếu với dân, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Hay là lời bác nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy: dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn, cũng phải quyết dành cho được độc lập. Trước thềm cách mạng tháng 8 thì đủ hiểu bác sâu sắc đến nhường nào. Đấy là tất cả những gì chúng ta cần nói với nhau về công lao sự nghiệp, tầm vóc tư tưởng đạo đức phong cách của bác. Một con người như vậy mà lại vô cùng khiêm tốn, luôn luôn tự nhận mình có khuyết điểm, luôn luôn nghĩ rằng mình chưa xứng đáng nhận huân chương, thì bác gián tiếp dạy cho chúng ta bài học về đức khiêm tốn để làm người. Và ở đây, chúng ta trên đất Hải Phòng, chúng ta chứng kiến 10 lần bác về thăm, thì chúng ta càng phải ghi nhớ này. Hải Phòng có một cái sự kiện này cả nước đều biết. Các đồng chí có biết huyện Vĩnh Bảo, quê hương của Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm, mà là có thể là nhà tiên tri vĩ đại của Việt Nam. Có một điều rất lạ này, trong sấm Trạng Trình có hai câu nói về Bác Hồ, mà Trạng Trình cách Bác Hồ là 500 năm. Bác Hồ cách Trạng Trình 500 năm, mà tại sao lại cụ này nói được như thế này? Những điều này không thể giải thích được về khoa học đâu, chỉ có trái tim, tâm linh mới hiểu được. Sấm Trạng Trình bây giờ là công trình được chính thức công bố của quốc gia rồi nhé, nhà nước, Thành ủy Hải Phòng, Huyện ủy Vĩnh Bảo đều công bố cả. Các đồng chí tìm đọc, trong đó có câu này này: Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Nguyễn đây là Nguyễn Tất Thành, đi là rời bến cảng Nhà Rồng năm 1901 đi cứu nước. Về tức là Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh về bắc bó Cao Bằng, lãnh đạo cách mạng sau 30 năm đi, đi tìm đường cứu nước. Cái sự phân tích giải thích này là có lý. Chỉ có điều là tại sao Nguyễn Bình Khiêm Trạng Trình cách trước đó Bác Hồ 500 năm mà có một cái nhìn thấu đáo đến như vậy? Chưa kể đến cái câu chuyện này này, mắt bác sáng lấp lánh như sao, cho nên thế ở trong quê bác, các cái cụ già cao tuổi ấy, bình luận là người mà có lưỡng mục trùng đồng thì đích thị là thánh nhân, tức là người có hai con ngươi trong mắt là bậc thánh. Thì bác là
bậc thánh, nhưng bác cũng chỉ có một con người thôi. Ta đừng có thần bí hóa bác, đừng thần thánh hóa bác, dù bác rất vĩ đại. Thế còn câu của Trạng Trình nữa lại đúng. Ở quê hương bác có một cái khe núi, khi nó tách ra thế này, gọi là khe Bò Đái. Nó thành tiếng kêu âm thanh, còn khi không có âm thanh nữa thì là thánh xuất hiện. Bao giờ Bò Đái thất thanh, khe Bò Đái đấy, thì Nam Đàn sinh thánh. Sinh thánh đó là bác. Nên bác là bậc thánh, dù chúng ta không thần thánh hóa bác. Và xin các bác, các đồng chí nhớ cho điều này. Hóa ra Hưng Yên mới đích thực là quê ngoại của bác. Thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bác về Hưng Yên 10 lần tất cả, giống như Hải Phòng, là có lý do đấy. Vì bác rất quý trọng dòng họ ngoại. Đấy là cái nôi phát tích dòng họ ngoại Hoàng Xuân Đường, ông ngoại bác. Còn ông ngoại bác là Hoàng Xuân Đường, về Nam Đàn, Nghệ An, ở làng Hoàng Trù, lập một cái nhánh chi thánh họ Hoàng. Đấy là đời thứ 7 trở đi thôi. Chuyên Hoàng Trù đấy là quê ngoại, với nghĩa là mẹ bác sinh bác ra ở đó. Bác cất tiếng khóc chào đời ở Hoàng Trù thì đó là quê ngoại. Còn cái nôi tổ tiên của quê ngoại là Vân Nội, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Bây giờ ở đó có nhà thờ, nhà thờ cho mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan. Câu đối mang từ Nam Đàn về thờ, trong đó có câu này: Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ, trung cự hùng thanh ức vạn niên. Tên địa danh của quê bác truyền đến muôn đời. Hai nữa là có một câu này mới quan trọng: Thiên thu phúc đức sinh minh thánh, tức là tu dưỡng hàng nghìn đời về đạo đức rồi mới đẻ ra một vị thánh, bậc minh thánh. Bậc minh thánh đó là Nguyễn Ái Quốc, là Bác Hồ, mà người sinh ra là người mẹ Việt Nam Hoàng Thị Loan vĩ đại. Chứ nếu có về Huế, vì bà Loan mất ở Huế mà, thì ta đến thăm cái nơi mà an táng, còn hài cốt đưa về quê hết rồi, ta đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan để bày tỏ tấm lòng thương yêu, kính trọng người mẹ vĩ đại, và cũng là thương cảm Bác Hồ, người mồ côi mẹ lúc có 10 tuổi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau nghe kể những câu chuyện về người thân yêu trong gia đình bác. Và tôi rất mong các cô giáo mầm non ấy, phải công phu mà tìm hiểu học tập, phải tích lũy hàng ngàn câu chuyện kể về bác thời thơ ấu để kể cho các cháu nó nghe. Lớn lên mới học lý luận được. Bố mẹ bác sinh được 4 người con. Bác Hồ là thứ 3. Chứ gọi là văn ba là thế. Ngoài ra văn ba còn có nghĩa là một làn sóng văn hóa đi tìm đường cứu nước. Chị gái bác là bà Thanh. Anh trai bác là ông Khiêm, cả Khiêm. Bác là thứ 3. Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc, rồi văn ba. Riêng bác thì lắm tên lắm. Bác sống 79 tuổi mà bác mang 180 cái tên. Thế chúng ta phải có trách nhiệm thuộc lòng tên bác nhé. Mở sách ra đọc, công phu tìm từng năm, từng tháng một, bác có 180 cái tên. Dù có thể không nhớ hết, thậm chí có thể quên, nhưng không ai quên được một cái tên là Bác Hồ. Trong nước cũng gọi như vậy, ngoài nước cũng gọi là bác, là Bác Hồ. Trìu mến, nó thành tiếng chung của thế giới. Thế ở Việt Nam, ai là người gọi Bác Hồ đầu tiên? Các đồng chí có biết là ai không? Con người đặc biệt 3 lần làm tổng bí thư, đồng chí Trường Chinh, coi bác là anh cả trong Trung ương, chứ gọi là bác. Thế thì ta cứ quen như gọi là bác, Bác Hồ. Các cháu bé bi bô ngoài vườn trẻ mầm non có biết bác là ai đâu.
mà đều nói là người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng? Bác Hồ có cái kiểu kỳ diệu như vậy đấy. Thế cho nên là khi ta cứ giục bác lấy vợ, thương bác quá, bác sống cô đơn, cứ muốn bác có tổ ấm gia đình, cứ giục bác lấy vợ, bác trả lời thế nào? Cả nước gọi bác là bác, thì bác biết lấy ai bây giờ? Ta có lấy thương bác không các đồng chí? Đúng là như vậy. Ông Lê Duẩn, Tổng Bí thư của Đảng, giảng bài cho cán bộ cao cấp, bác là chủ tịch Đảng, bác đến dự. Đầu chủ tịch Đảng là cao nhất mà. Ông ấy giảng bài về đại đoàn kết. Ông ấy dẫn ra câu thơ là, câu ca dao là thuận vợ, thuận chồng, bể đông tát cạn, thuận bè, thuận bạn, tát cạn bể đông. Quá đúng như vậy. Nhưng bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi. Bác biết thuận với ai ở đây bây giờ? Thì ta càng thấy bác đúng là một con người, chứ đừng có coi bác là thánh. Bác biết hết đấy. Bác nói là phải có đôi các chú ạ. Không có đôi nó lẻ loi lắm. Nhưng bác lại không có đôi, thì bác sẽ làm việc bằng hai để bù lại. Cái phong trào chống Mỹ ngày xưa, những năm 60 đấy, mỗi người làm việc bằng hai vì Việt Nam ruột thịt, là bắt nguồn từ câu đó của bác đấy. Người ta mới càng thấy thấm thía công lao của bác đấy. Thế bây giờ trong gia đình bác là người con thứ ba, thì người con út là ai? Em bác ấy, em trai bác, chỉ sống được có 4 tháng tuổi đã mất. Lúc mất chưa đầy 1 tuổi, mất ngay trên cánh tay của bác. Em bác tên là Nguyễn Sinh Nhuận, nhưng mẹ không có sữa. Bác toàn bế em sang hàng xóm, xin em được bú nhờ bú trực, mà không còn mẹ, khát sữa, khóc lả đi, chết ngay trên cánh tay của bác, có 4 tháng tuổi. Cả đời bác không bao giờ bác quên cái chết của mẹ và của em, vì bác chứng kiến trực tiếp. Còn anh mất, chị mất, bố mất, người yêu đi tu, bác không biết. Bác đang ở nước ngoài, bác không về được. Bây giờ chúng ta nghe kể câu chuyện này. Lúc bác Hồ 10 tuổi, mẹ bác bà Hoàng Thị Loan là 33 tuổi. Bà mất vào ngày 22 Tết, 22 tháng Chạp, năm hết Tết đến, năm 1901. Bác đi mua thuốc cho mẹ, ở nhà mẹ đang dệt vải, dệt lụa, cố dệt cho xong cái vuông vải cuối cùng để kịp may áo Tết cho con, thì bà cục xuống khung cửi, bà chết. Nó có 33 tuổi. Bác về đến nhà thì mẹ đã chết lạnh. Bác đau đớn quá khóc mẹ, đổ cả liếng cơm xuống đất. Mà bác nhìn thấy em bò trên ngực mẹ tìm sữa, bác đau đớn ôm lấy em. Em có 4 tháng tuổi. Bố thì đi chấm thi tít ở Thanh Hóa chưa về. Mà triều đình nó cử cụ đi chấm thi xa như thế, cụ lại mang theo cả con trai cả cùng đi. Chị gái bác ở lại trong quê để chăm sóc bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Kép đang ốm nặng. Thế là ở Huế có một mình bác là lớn nhất, mà có 10 tuổi đầu, năm hết Tết đến. Bà con hàng xóm thương anh em mồ côi mà tập trung làm tang cho mẹ Loan, chứ bác làm sao làm được. Bác bế em trên tay theo đoàn tang lễ, đưa mẹ lên núi để chôn, mà có 10 tuổi đầu. Xin các bác, các đồng chí hồi hình dung rõ này. Triều đình nó không cho khóc to khi có người chết đâu nhé. Nó không cho khóc ở giữa đường, giữa chợ đâu. Khóc tức tưởi ở trong xó bếp ấy. Mà lại không được chôn cất trong nội đô. Quan tài của mẹ Loan để trong một chiếc thuyền, cái đò đi qua một dòng sông ở Huế. Tên sông là sông Phổ Lợi. Hết sông, hết bến bờ, lại khiêng quan tài lên vai, lên tận dốc núi, gọi là núi Tam Tầng để chôn cơ.
mà tang lễ mẹ bố, tang lễ mẹ xong mà bố vẫn chưa về, anh chị chưa đến, không ai biết. Bác dỗ em mà em không ngủ, không nín. Bác kể là bác tủi thân quá, bác khóc theo em. Rồi lúc em chết ấy, chỉ kịp lót em trong một chiếc áo rách, áo cũ. Nhờ bà con đóng cho cái áo quan bé xíu thế này, mà lấy gỗ từ trong cái cánh cửa ra chôn em. Mà có 4 tháng tuổi đã mất. Suốt đời bác ghi động cái dấu ấn đó. Cho nên các cháu mầm non ấy có hiểu về bác là hiểu ở thời thơ ấu thôi nhé. Bác viết là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan, có thế thôi. Là chủ tịch nước rồi mà bác làm việc khuya cả đêm ở cái ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang mà gia đình ông bà tư sản Trịnh Văn Bô để cho bác ở đấy. Đêm khuya bác nghe tiếng trẻ bắn bánh giao đêm, bác xót xa lắm. Bác dừng bài viết, bác ra cửa sổ, mở cửa sổ, nhìn xuống đường, thấy cái bóng em nhỏ liêu xiêu trong gió rét. Bác đợi cho tiếng giao nó đã rời xa dần, bác mới khép cửa lại và bác khóc, rồi vào làm việc. Hồi kháng chiến chống Pháp, bao nhiêu trẻ em ở Hải Phòng này lạc cha lạc mẹ, đi tản cư mà. Bác cho gọi đi tìm tất cả các cháu về, đưa về cho nuôi nấng tập thể ở gần chỗ cơ quan bác, rồi sau này trưởng thành thành cán bộ cả. Mà bác luôn luôn gần dân. Bác viết bài thơ là trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui. Tập thể thao thế này, gần đường sang bộ tổng, tổng tham mưu, tướng giáp, tiện lối tới trung ương là văn phòng tổng bí thư Trường Chinh. Nhà kín mái thoáng mát, gần dân không gần đường. Gần dân để dân che chở, không gần đường để tránh kẻ địch. Cái câu thơ cuối cùng chính là một gợi ý cho cán bộ dân vận đấy. Suốt đời phải gắn với dân. Chứ đồng chí nào làm công tác đoàn thể, nhất là được phân công làm trưởng ban dân vận đấy, thì bây giờ phải nhớ nhé, đây là một công tác chiến lược. Có dân là có tất, mà mất dân là mất hết. Mà đảng bộ chúng ta được như thế này là nhờ dân. Nhất là công tác dân vận tốt, chứ dân mới tình nguyện hiến đất như thế này. Thì bài học này rất đáng để tổng kết. Nhất là trong giai đoạn chuẩn bị đưa thành nông thôn kiểu mẫu. Và đến một lúc nào đó, dù cả sau này đã sát nhập thành một xã lớn nằm trong thành phố Thủy Nguyên, mà chúng ta được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời đổi mới, thì đấy là một điều rất là mong muốn của chúng ta. Bắt đầu từ việc học bác. Mẹ bác sống được 33 tuổi, nhưng khổ một nỗi thế này, ai lại mất 21 năm mới được bốc mộ. Bà mất từ năm 1901, mà mãi đến năm 1922, qua 21 năm mới bốc mộ. Bà Thanh là con gái cả, lặn lội từ Nam Đàn ra Huế, ban đêm bốc mộ cho mẹ. Bà cứ khóc ròng rã, không có ai cả, có một mình bà thôi. Thay cả mặt cả ông cả Khiêm cả bác, mò từng mẩu xương còn lại của mẹ, rửa trong một chiếc chậu nước lá, lá thơm, gói mẹ lại trong một miếng lụa, đeo trên vai đưa mẹ về quê, an táng ngay tại mảnh đất làng Sen quê nội. Mà đường từ Huế về Nam Đàn dài 400 cây số, toàn đường rừng đường đèo, đi thế nào được. Bà phải ngủ lại nhà trọ ban đêm, nhưng nhà trọ họ không cho để hài cốt trong nhà. Bà lại giấu mẹ ngoài vườn chuối, để sáng hôm sau tinh mơ tìm mẹ, đưa mẹ về quê. Mà bà vừa đi vừa khóc, bà khấn thầm là mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang mẹ về quê an toàn. Thế rồi lại 20 năm nữa, ông cả Khiêm, anh trai bác, lại đào hài cốt từ vườn làng Sen
lên an táng mẹ Tít trên núi gọi là núi Đại Huệ, cái vùng đất địa linh nhân kiệt ở Nghệ An đó. Ông Cả Khiêm cho con cháu trong dòng họ đi theo, ông dặn là đào trong 9 cái huyệt giống hệt nhau, 8 huyệt giả để nghi binh kẻ thù, còn huyệt thứ 9 mới có hài cốt của mẹ, ông đánh dấu lại ra báo cho bác biết, kể cho bác nghe, mà chỉ một mình ông Cả Khiêm biết. Ông cho con cháu về hết để giữ bí mật, và đến mờ sáng ông đặt hài cốt của mẹ vào huyệt thứ 9 và chôn, đánh dấu lại rồi ra kể cho bác nghe. Nếu bây giờ ta về Nam Đàn thì đó bây giờ là cả quần thể lăng mộ bà Hoàng Thị Loan, chính là cái huyệt thứ 9 trên núi Đại Huệ. Đấy. Lúc mà chị gái bốc mộ cho mẹ thì bác đã ở Pháp rồi. Bác đã 30 mấy tuổi rồi. Bác đã là lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp rồi. Mà bác vẫn nhớ mẹ, dỗ mẹ bằng ngày âm lịch. Còn khi ông Cả Khiêm chôn mẹ trên núi Đại Huệ thì bác đã lấy tên là Hồ Chí Minh và sang Trung Quốc, rồi bị bắt ở Quảng Tây. Đấy, đời bác như thế các đồng chí. Thế bây giờ bà nội của bác, cụ Hà Thị Hy, thọ có 32 tuổi, còn ít hơn cả mẹ, có 32 tuổi. Ông Cả Khiêm, anh trai bác, được có 62 tuổi, mất đúng năm 1950, năm bác đi chiến dịch biên giới. Năm 50 bác Hồ 60 tuổi. Mà cái năm 50 này, các đồng chí nhớ này, đời bác bao nhiêu điều đau khổ. Một là anh mất, hai nữa là bác sang Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc lại bí mật đi Liên Xô, băng rừng vượt núi để xin viện trợ. Chỉ có bác đi mới thành công, vì chưa có nước nào công nhận Việt Nam. Cái năm 50 đó, bác lại trực tiếp ra mặt trận, lãnh tụ mà trực tiếp ra trận chỉ huy chiến dịch biên giới. Bác cứ cưỡi ngựa đi chiến dịch, mà có khi là bác còn dùng ngựa để thồ đồ đạc cho cả đoàn, còn tất cả đều đi bộ hết. Đấy là bác Hồ. Cái năm 50 xảy ra một sự kiện làm bác phải thức trắng đêm. Các đồng chí thử đoán xem sự kiện gì. Đó là việc đại tá Trần Dụ Châu phải tử hình vì tham nhũng. Ông là cục trưởng cục quân nhu mà tham nhũng, tử hình. Bác đau đớn như vậy đấy. Ai lại 14 năm sau, năm 1964, 64 là Hải Phòng cũng đã bắt đầu dậm dịch chiến tranh rồi. Miền Bắc đang đứng trước chiến tranh của Mỹ rồi. Năm 64 bác 74 tuổi. Bác lại mất trắng đêm vì một ông thứ trưởng cao cấp bị tử hình. Thứ trưởng là cán bộ cao cấp. Bác y án tử hình không cho chống án. Ông này là tên là Trương Việt Hùng, thứ trưởng Bộ Canh Nông, tức là Bộ Nông nghiệp. Trần Dụ Châu thì tham nhũng, Trương Việt Hùng là thứ trưởng mà giết vợ. Giết vợ chỉ vì có tình nhân riêng, đầu độc vợ bằng một chén thuốc độc. Chuyện vỡ lở ra, ra tòa án tử hình. Bác y án, bác nói là giết đi một vài con sâu để cứu cả cánh rừng trong sạch là vẫn phải làm. Đau đớn mấy cũng phải làm. Đấy là câu chuyện ngày hôm nay của đảng ta xung quanh câu chuyện kỷ luật cán bộ. Trong đó cũng có cả cán bộ Hải Phòng. Các đồng chí đều biết cả, thì ta không có giấu giếm gì. Đặc biệt nữa, chúng ta nên nhớ là bố của bác Hồ thọ có 67 tuổi. Cụ mất đơn độc ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, không một người thân bên cạnh. Vợ thì mất rồi, con cái không đến, chỉ có dân làm tang cho cụ thôi. Cụ được thọ có 67 tuổi, chứ bác còn được 79 tuổi. Mà cụ minh mẫn lắm. Trước khi mất ấy, cụ cho gọi người giúp việc đến.
Cụ nói thế này: đồng bào đã cưu mang cho tôi, lại giúp tôi trong hoạn nạn, rồi tôi chết bà con sẽ chôn cất cho tôi. Vậy anh thay mặt tôi làm mấy mâm cơm để tạ ơn dân làng. Và cụ rút cái gói tiền nhỏ trong túi ra, dành dụm bấy lâu nay đưa cho người giúp việc, rồi cụ tắt thở. Mà lúc đó thì bác đang ở Trung Quốc. Năm 1929, để chuẩn bị thành lập đảng, chị gái bác là Bạch Liên sống được 70 tuổi, mất đúng năm Điện Biên Phủ bác cũng không có nhà. Cô Lê Thị Huệ, người yêu của bác thì bỏ đi tu. Cô Huệ kém bác 3 tuổi mà lại mất sau bác 11 năm. Bác mất năm 69 mà mãi giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, năm 1980 cô Huệ mới mất. Bác mất đến nay là 54 năm, còn cô Huệ mất đến nay là 43 năm. Ta chỉ biết tin cô mất ở Bà Rịa, Vũng Tàu, ở tại núi Thị Vải, trong chùa Thị Vải, bây giờ tên là Phước Mỹ. Chứ còn nấm mộ của cô ở đâu ta không tìm thấy. Vì đấy là điều mà trong lòng ta vẫn còn áy náy, vì bác cuối đời có hỏi tin cô Huệ. Bác biết chứ, mà cô Huệ cũng một lòng thương bác. Ai lại là nhà báo nước ngoài, họ cũng biết hết. Họ hỏi bác một câu rất là thẳng thắn, là tôi xin hỏi Chủ tịch một câu. Xin Chủ tịch thứ lỗi, không phải vì tôi tò mò, mà vì là tư cách đàn ông với nhau, Chủ tịch cho tôi hỏi, vì sao Chủ tịch không lấy vợ? Tôi hỏi bác đấy, bác trả lời thế nào? Hồi trẻ đi làm cách mạng, khi cách mạng thành công thì đã già, chứ tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Họ vẫn cứ hỏi, họ hỏi xin Chủ tịch kể cho nghe một ít kỷ niệm về việc riêng, tức là việc cô Huệ. Bác trả lời cảm động lắm. Bác nói là ở trong nước, tôi cũng có yêu một người con gái. Người con gái đó cũng rất yêu tôi. Nhưng vì việc nước mà chúng tôi đành phải chia tay. Tức là mối tình chỉ ở trong trái tim thôi nhé, trong tinh thần thôi. Bác nói câu này mà ai cũng xót xa này. Chẳng biết đến bây giờ người con gái đó ở đâu, còn sống hay đã chết. Tức là cô Huệ. Để chúng ta thấy thêm một lý do nữa, rằng bác hy sinh tất cả cho chúng ta, chứ không phải vì bác không biết đến cuộc đời đâu. Chứ đừng có thần thánh hóa bác. Ta nhớ lại sự kiện cách đây đúng 33 năm. 33 năm tức là 1990. Năm nay là 2023 rồi, đúng 33 năm. Tức là nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh của bác, đảng ta cho mời rất nhiều học giả nước ngoài đến Việt Nam để cùng nhau trao đổi, nghiên cứu về bác Hồ. Trong số khách nước ngoài đến đấy, có một vị khách đặc biệt mà là phụ nữ. Bà ấy là giáo sư, tiến sĩ sử học, người Mỹ, tên là Josephine Stenson. Bà ấy đọc tham luận về bác mà không ai cầm nổi nước mắt. Bà ấy nói thế này: tôi đến Việt Nam vì rất yêu mến Việt Nam, càng yêu mến bác Hồ, cũng gọi là bác Hồ đấy. Tôi chỉ thuộc lớp con cháu của người thôi, nhưng rất yêu người. Còn nếu như cuộc đời cho tôi may mắn được làm người cùng thời với người, thì nhất định tôi phải theo đuổi người bằng được. Đấy là lời phụ nữ nhé, mà trí thức. Bà nói thế này: tôi yêu người thiết tha vì người có đầy đủ tất cả trí tuệ, đạo đức và nhân cách của một con người cao quý như thần tượng.
Bà nói là dù người có từ chối đi nữa, tôi cũng theo đuổi người đến cùng. Ta thấy có xúc động không? Bà nói thế này: tôi yêu người không chỉ bằng trái tim của người phụ nữ, mà còn bằng cả trí tuệ của một nhà khoa học. Thì ta mới càng thấy Bác Hồ có ảnh hưởng lớn lắm đến nước ngoài, đến bạn bè, trong đó phụ nữ thế giới yêu Bác lắm. Bác từ chối hết. Sau này Bác tâm sự với chúng ta là đúng là cũng có nhiều người yêu quý Bác. Bác cũng là con người, Bác cũng có lúc trái tim xúc động. Nhưng Bác nghĩ ngay, đi tìm đường cứu nước. Nước chưa cứu được, dân chưa cứu được, mà lấy vợ người nước ngoài, mang vợ mang con về thì còn ra làm sao nữa. Chứ Bác từ chối. Và khi hỏi Bác, Bác còn nói thêm thế này này: đã lấy vợ thì phải có con, phải chia sẻ thời gian chăm sóc vợ con, thì còn lấy đâu ra thời gian sức lực lo cho dân cho nước nữa. Nhưng Bác hy sinh. Bác còn nói thích là đã có vợ thì thế nào kẻ thù nó cũng biết, nó theo dõi mà, thì còn làm sao làm cách mạng được nữa. Cho nên tất cả phải hy sinh. Nhiều người phụ nữ yêu Bác say đắm chứ các đồng chí. Thời trẻ Bác đẹp lắm. Cái bà giáo sư Mỹ này còn nói rõ là: tôi biết rất rõ qua các tấm ảnh của người, tôi biết người rất đẹp dai cơ mà. Chứ yêu người là vì thế. Và Bác nói thế này: trước khi mà cái người phụ nữ chủ động yêu Bác ấy, thì Bác động viên an ủi, coi nhau như tình bạn, giữ mãi kỷ niệm tốt đẹp trong trái tim thôi, chứ còn phải vì dân vì nước. Ở Liên Xô, tức ở nước Nga trước đây đấy, Bác dự Đại hội Quốc tế Cộng sản ấy, mà Bác trẻ lắm, Bác nói hùng biện không cần giấy má gì mà bằng tiếng Nga. Bác đang phát biểu thì Bác thấy mồ hôi nó vã ra, nóng quá, Bác tìm khăn tay để lau thì lại không mang theo. Mà trên đoàn chủ tịch có một bà phụ nữ Nga rất xinh đẹp mà yêu Bác lắm. Bà ấy đứng dậy đưa khăn tay cho Bác để lau mồ hôi. Bác cảm ơn. Và Bác lau xong, Bác nói chuyện tiếp. Bác cũng như một thói quen, Bác cho luôn khăn tay vào trong túi quần. Họp xong về cũng quên không đưa lại. Về nhà khách sạn nghỉ, Bác mới nhớ ra, Bác gọi điện xin lỗi. Và hôm sau lại họp tiếp, Bác trả lại khăn đã sạch sẽ cho bà. Bà có lấy đâu. Bà ấy đẹp lắm mà nhân hậu lắm. Bà ấy nói một câu thế này này: người Nga đã yêu ai mà trao khăn thì không bao giờ lấy lại. Thì có khác gì là một tuyên bố về tình yêu không chứ? Về mặt này Bác là người hạnh phúc trong tình yêu của mọi người. Và Bác nói ngay: thế là dân tộc nào cũng có mỹ đức. Mỹ đức là đức tính đẹp. Việt Nam chúng tôi cũng có cả câu này: yêu nhau cởi áo cho nhau. Dân ca quan họ Bắc Ninh đấy. Bắc Ninh hóa ra là tỉnh Bác về nhiều nhất, về gần gấp đôi số lần Bác về Hải Phòng, 18 lần tất cả. Và Bác nói là cho Bác nghe một câu dân ca quan họ trước khi Bác mất. Bác muốn nghe một câu hò Huế để nhớ mẹ, câu hò Ví Dặm để nhớ cha, và câu hò dân ca xứ Nghệ, xứ Bắc Kinh Bắc để nhớ người yêu. Người ơi, người ở đừng về. Cái tâm hồn Bác như thế đấy các đồng chí. Trong cuộc đời của Bác, Bác có những ân nhân. Luật sư Lusibay cứu Bác là một ân nhân. Ông Hầu Chí Minh thả Bác ra cũng là ân nhân. Và bao nhiêu bạn bè đồng chí của Bác cũng là ân nhân của Bác. Bác ăn ở trước sau như một, trọn nghĩa vẹn tình. Cái năm bố Bác mất là năm đau đớn của Bác, vì tòa án thực dân tuyên án tử hình Nguyễn Ái Quốc. Trên đời Bác là chết đi sống lại.
Báo chí tung tin là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh chết rồi, cho nên cô Huệ mới đi tu. Hai là ở trong nước nhé, trong nước chẳng biết thực hư thế nào cả. Bỗng nhiên Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp nhận được điện khẩn cấp báo là về ngay cơ quan để chuẩn bị làm tang cho bác Hồ, bác mất rồi. Cứ tưởng như thế mà ai cũng khóc lóc. Và còn phân công Phạm Văn Đồng viết điếu văn cơ mà. Nhưng mà rất cẩn thận, vẫn phân vân là không biết thật hay giả. Thế là cử người sang Trung Quốc thăm dò. Thì sang Trung Quốc biết tin nó vẫn giam bác ở Quảng Tây, mới tìm cách gây áp lực để nó thả bác ra. Còn khi đi sang Trung Quốc tìm bác đấy, thì còn dặn nhau là nếu chẳng may bác mất thật thì cũng phải xem phần mộ của bác để ở đâu. Ở Liên Xô mà các học viên cộng sản của Việt Nam và các nước đấy tổ chức lễ truy điệu bác cùng với truy điệu Tổng Bí thư Trần Phú rồi cơ mà. Ở cái láng Nà Lừa Tuyên Quang, đồng bào Tây cũng tưởng bác chết rồi, chứ chuẩn bị làm tang cho bác cơ. Thế mà may sao, có một cụ già người Tây đi hái thuốc về, ta mời vào để bắt mạch cho bác. Bác nằm trên một cái tấm lán nứa, gầy lắm, đắp cho bác một cái chăn chiên, đầu thì nóng, tay thì lạnh. Mà bác cầm tay Võ Nguyên Giáp, bác cứ dặn là dĩ công vi thượng, dĩ công vi thượng, đặt việc dân, việc công lên trên hết. Đại tướng có nói là đấy là lời dặn thấm thía nhất của bác, suốt đời vì dân, vì nước. Đặc biệt là cái cụ già người Tây bắt mạch cho bác ấy, cụ thấy mạch yếu quá. Cụ dặn chúng ta là 9 phần chết, 1 phần sống. Sống chỉ có 1 thôi, còn 9 phần chết rồi. Bây giờ đun ngay một nồi cháo thật sôi, đợi tôi đi tìm thuốc. Mà cụ lại quay lại, cụ nói là chẳng biết có còn kịp hay không. Mà may sao nhờ cái nắm lá thuốc của người Tây đó mà bác sống lại, thập tử nhất sinh. Kể cho bác nghe bác khóc, bác cảm ơn về dân. Bác bảo là đi tìm ngay cụ già cho bác gặp để có một lời cảm ơn. Thì không bao giờ ta tìm thấy, vì ta vô ý quá, chỉ tập trung vào bác. Không ai hỏi tên cụ già là gì, không ai hỏi cụ quê quán ở đâu. Bây giờ bác bảo đi tìm thì không biết ở đâu mà tìm. Đến khi về Hà Nội, Điện Biên Phủ thắng lợi, bác vẫn không quên gửi điện và thư cho tỉnh ủy Tuyên Quang, nhờ đi tìm cho bác cái cụ già đó, mà bao nhiêu chục năm không tìm thấy. Thế là chuyện có thật mười mươi, bây giờ bỗng nhiên trở thành chuyện cổ tích. Chứ dân chúng họ đồn thổi là đấy không phải là người thật, đấy là trời Phật cử người xuống để cứu bác Hồ, và đã bay về nhà trời rồi. Đấy, ta xem đời bác có những huyền thoại như thế nhé. Cho nên bác mới tâm sự thế này này: những khi phải ẩn nấp nơi núi non rừng rậm, những khi phải vào tù ra tội, sông pha trốn hiểm nghèo, cái chết có khi đến tận cổ rồi mà tôi vẫn thoát. Chỉ vì đồng bào thôi, nhờ đồng bào. Cho nên đấy, cả đời bác chỉ có một ham muốn. Ham muốn tột bậc, nước nhà độc lập, dân độc tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc được hạnh phúc. Vậy mà trước khi mất, bác nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp, với đồng chí Phạm Văn Đồng một câu như thế này, thì ta thấy bác rất thiêng. Bác bảo trận này xem ra khó qua lắm. Tức là cái đợt ốm cuối cùng này này. Trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Bác bảo đồng chí Phạm Văn Đồng là chú tính cho bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Bảo thưa bác, 24 năm. Tính từ 45 đến 69 mà, 24 năm. Bác bảo hai giáp đấy chú ạ, tức là năm trắng.
đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Bác không ra được với dân nữa, bác buồn lắm. Nấu cho bác một bát cháo đầy. Bác cố ăn hết bát cháo để có sức. Mai các chú dìu bác ra với đồng bào để bác nói dăm câu. Đấy là lời bác. Bác nói điều này ngày mùng 1 tháng 9, tức là trước một ngày khi bác mất. Bác mất đúng mùng 2 tháng 9. Tại sao nhật ký chữa bệnh cho bác ta ghi là mỗi ngày 2 thìa sữa, bác không ăn hết. 2 thìa cháo loãng cũng không nuốt được. Cổ họng đau rát hết. Giáo sư hàng đầu ngành tai mũi họng Việt Nam là ông Trần Hữu Tước. Trung ương mời về thường xuyên để hàn các mạch máu trong cổ đã vỡ. Không ăn được, không nói được. Ngày cuối cùng chỉ nhìn chúng ta mà khóc thôi. Vậy mà hôm nay bác nói ra là trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Thì đúng là bác biết hết. Bác còn dặn cái cô gái 21 tuổi tên là Ngô Thị Oanh, người Tam Đảo Vĩnh Phúc. Cô ấy là y tá quân đội, được Trung ương cử về để chăm sóc bác những ngày cuối cùng. Cô còn cắt móng tay cho bác để bác đi, còn lau mặt cho bác nữa. Mà mở khăn mặt ra òa lên khóc vì thấy có 7 sợi râu của bác để lại. Những chiếc móng tay của bác vừa cắt vừa khóc, trên chạm cả vào phần da non bên trong. Bác vẫn sống, bác vẫn còn đau, bác rụt tay lại. Bây giờ những chiếc móng tay của bác, những sợi râu của bác, dù 54 năm rồi vẫn còn giữ nguyên vẹn. Trong một chiếc hộp thủy tinh pha lê bé xíu thế này, trong suốt, còn toàn bộ thi hài bác đặt ở trong lăng. Đấy là điều rất thiêng liêng. Và hơn thế nữa, tại sao bác lại nói là trận này xem ra khó qua lắm? Thì hóa ra bác dường như biết cả ngày giờ mất của mình nữa. Chỗ này có khi bác cũng rất gần với Nguyễn Bình Khiêm đấy, trạng trình của xứ Vĩnh Bảo đấy. Thần thánh nó hội nhập tinh hoa vào bác hết. Trong di chúc ấy, bác viết về cái chết của bác mà bác không dùng từ chết, không bao giờ dùng từ chết cả. Bác nói là bác đi gặp tổ tiên, gặp cụ Các Mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Bác nói về là con người ta sinh ra rồi lớn lên rồi già đi thì sẽ yếu và cuối cùng sẽ chết. Đó là lẽ thường tình. Cho nên khi sống đấy, phải sống cho tốt và phải có trách nhiệm tìm người thay thế. Đội ngũ cán bộ đấy các đồng chí. Và vì vậy, chúng ta thấy bác trách nhiệm cao nhất với đảng, với dân. Và có một chuyện rất cảm động về sức khỏe của bác nhé. Các đồng chí nào làm nghề y, nghề bác sĩ, nhất là bác sĩ y, đông y thì đều biết này. Bác định nghĩa sức khỏe hay vô cùng. Sức khỏe là gì? Sức khỏe là khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái. Thì như thế là sức khỏe. Muốn vậy phải ăn ở cho nó điều độ và tập sức khỏe hàng ngày, tập thể dục. Tập thể dục mà bác làm gấm gương. Một người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh. Cả nước khỏe mạnh thì dân tộc sẽ phú cường. Đấy, chúng ta đang nói về nguồn lực nhé. Thì thể lực này là một thứ nguồn lực. Có thể rất giỏi mà suốt đời đau ốm thì cũng chẳng làm được gì. Có thể sống rất lâu nhưng mà sống trong bệnh tật đau khổ cũng chẳng sống để làm gì. Trên quan trọng của sức khỏe là phải chữa được cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Đấy là ý của bác. Và bác rất coi trọng vấn đề y học cổ truyền. Hải Phòng chúng ta cũng có cái truyền thống đó. Người ta học bác. Đặc biệt nữa, chúng ta lưu ý là trong di chúc đấy, bác lại nói về sức khỏe là con người ta tuổi càng cao thì sức khỏe càng thấp.
Điều đó cũng là thường tình, nhưng trí tuệ thì vẫn phải minh mẫn. Bác là như vậy. Nếu ta nghiên cứu kỹ về bác, ta thấy bác trả lời về sức khỏe nhiều lần khác nhau lắm. Nó tùy vào thời gian. Hồi kháng chiến bác còn khỏe mạnh. Bác đến hội nghị, cán bộ xúc động quá hỏi bác là: thưa bác, dạo này bác có được khỏe không? Bác trả lời thế nào? Muốn biết bác khỏe thì các chú cứ nhìn bác sẽ biết. Bác đang đứng trước mặt các chú đây mà. Bác rất khỏe. Bác đi bộ 40 cây một ngày cơ mà. Thế đấy là lúc bác còn khỏe nhé. Lúc viết di chúc thì tuổi càng cao, sức khỏe càng thấp. Bác đi lại đã khó khăn. Lúc bắt đầu viết di chúc, chảy máu bên trong đáy mắt. Đi thăm đồng bào Thái Bình về, chỉ một cơn mưa lạnh mà bác liệt cả cánh tay. Ông Vũ Kỳ buổi chiều nào cũng phải hướng dẫn bác đi tập và dìu bác đi qua vườn xoài. Có khi bác yếu quá, phải mời bác ngồi trước vào ghế để cán bộ dũng sĩ miền Nam ra thăm, đỡ xót xa. Thế còn cái ngày cuối cùng ấy, về sức khỏe, thì bác trả lời chúng ta trên giường bệnh: bác sắp đi rồi. Y tá, hộ lý, bác sĩ quây quần bên giường bệnh bác để chữa bệnh cho bác. Bác nói thế này nhé, bác chủ động nói trước. Bác bảo bác già yếu lắm rồi. Người già, người cao tuổi thì thường hay mặc cảm, mà lúc đau ốm bệnh tật thì hay khó tính. Nhưng các đồng chí chăm sóc bố mẹ già đấy phải rất cẩn thận. Người già hay mặc cảm, hay nghĩ về quá khứ và hay khó tính, trí nhớ lại quên. Còn bác thì trí nhớ minh mẫn suốt đời. Nhưng bác cũng chủ động nói một câu này này: nếu như bác có điều gì không phải thì các cô, các chú cho bác có lời xin lỗi trước. Ta có xúc động không? Tất cả đều khóc. Bác là người ân cần chu đáo như thế đấy các bạn. Cho nên có kể về bác bao nhiêu cũng là không đủ. Cuộc đời sự nghiệp của bác, tư tưởng đạo đức phong cách của bác, nhất là câu chuyện về cán bộ, câu chuyện về đạo đức, về đoàn kết, câu chuyện về nguồn lực mà chúng ta nói hôm nay xoay xung quanh chủ đề tiết kiệm của bác là vô cùng xúc động. Các đồng chí chúng ta ở đây rất là gần này. Các đồng chí có lần nào về Cục Thuế Hải Phòng, cái tòa nhà cao rất đẹp bây giờ đây này, các đồng chí đến thăm nhé. Đến thăm ngay ở ngay trước cửa vào hội trường có gắn một cái biển trích lời của bác dặn cán bộ thuế, tức là dặn cán bộ thuế Hải Phòng: thu thuế là thu đồng tiền bát gạo của dân, là mồ hôi nước mắt của dân đấy. Cho nên các chú phải khéo léo, phải làm cho dân hiểu và dân tin. Và cái chính là các chú phải thu cho được lòng dân. Tôi rất mong các đồng chí cán bộ hiện nay đang giữ trọng trách nhớ câu này nhé. Phải thu cho được lòng dân. Đấy là bí quyết của thành công. Đấy là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Có dân giúp thì được hết. Dân không giúp thì không việc gì xong cả. Cho nên các đồng chí làm được như thế này là tốt lắm, là chứng tỏ chúng ta có thành công trong công tác dân vận, mà học bác là bậc thầy của dân vận. Cán bộ phụ nữ, cán bộ thanh niên, đoàn thể hội nông dân, công tác đảng, trong đó đặc biệt các thầy giáo cô giáo, mỗi người là một tấm gương về dân vận, gần dân, tin dân, để dân thiểu, dân theo chúng ta. Câu bác dặn tất cả chúng ta là thế này nhỉ: khuyết điểm nhiều thì ưu điểm sẽ ít, mà ưu điểm nhiều thì khuyết điểm sẽ ít. Đó là chuyện thường tình. Khi sửa chữa được khuyết điểm thì ưu điểm sẽ tăng lên.
mà khuyết điểm không sửa được thì khuyết điểm lại tăng lên, ta sẽ yếu đi. Cho nên chúng ta phải sửa chữa khuyết điểm, tăng cường ưu điểm, cố gắng nữa, cố gắng mãi, tiến bộ nữa, tiến bộ mãi. Đã đoàn kết rồi, đoàn kết nhiều hơn nữa. Câu này với chúng ta bây giờ cần lắm, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị cho quá trình hợp nhất để tiến tới một mô hình mới. Thì nó đụng đến vấn đề chức vụ, quyền hạn, lợi ích của từng người. Làm việc gì đảng giao cũng cao quý, vì dân, vì nước thì không đi đâu mà thiệt cả. Dân sẽ biết đến. Và chúng ta nhớ là đảng ta tổng kết là sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất về phẩm chất năng lực cán bộ. Và lòng tin của dân với đảng đấy, đó là tài sản vô giá phải gìn giữ, không được để mất. Những điều này chính bác là tấm gương mà đảng ta bây giờ cũng đang tiếp tục làm. Có kể bao nhiêu về bác cũng vẫn là chưa đủ. Chuyện bác Hồ dẫu trăm năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn. Ta còn để cả cuộc đời để nghiên cứu về bác. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện ngắn hôm nay, nhân kỷ niệm 68 năm giải phóng Hải Phòng, kỷ niệm 10 lần bác về thăm với chúng ta và kỷ niệm sự phát triển của xã An Sơn của chúng ta, thì tôi xin tóm tắt cái buổi nói chuyện này bằng cách kể với các bác, các đồng chí ba câu chuyện cảm động cuối cùng của bác. Ba câu chuyện cảm động cuối cùng của bác cũng là ba sự kiện cuối cùng của bác mà ta phải ghi nhớ. Mà nếu nhớ được thì chúng ta sẽ học bác tốt hơn, làm theo bác tốt hơn, bằng tự trái tim chứ không chỉ bằng trí tuệ của mình đâu, lý trí đâu. Câu chuyện thứ nhất, các đồng chí thử tự hỏi mình xem bác ăn bữa ăn cuối cùng vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào. Mà năm nay lại tròn 50 năm Hiệp định Paris thì nó có liên quan đến câu chuyện bữa ăn của bác đấy. Câu chuyện thứ hai, thế tại sao bác không ở nhà sàn nữa? Tại sao đảng ta cứ thiết tha mời bác xuống ở cái nhà hầm? Nó là nhà cấp 4, nó là cái hầm tránh bom Mỹ thời cổ thời chiến, dành riêng cho bác, mời bác xuống ở. Bây giờ là nơi để bàn thờ bác, vì bác chút hơi thở cuối cùng ở chính cái nhà hầm này. Thì đó là ngày này nào và vì sao? Câu chuyện thứ ba, ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào? Cái ngày này bác làm được bao nhiêu việc rồi mới đi, dù bác yếu lắm rồi. Những việc bác làm trong ngày cuối cùng này, ta có ngờ đâu, nó liên quan trực tiếp đến ba bộ: Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an. Trước khi mất thì tôi xin kể vắn tắt để chúng ta cùng nghe. Đó là ngày 12 tháng 8 năm 1969, cái năm là Xuân Kỷ Dậu, năm bác 79 tuổi, còn năm tổng tiến công Mậu Thân là năm 68. Một buổi chiều như thế này, một chiếc ô tô chở bác rời nhà sàn, đưa bác về phía Hồ Tây. Các đồng chí có biết Hồ Tây cả, cái vùng đẹp lắm, nơi mà có cái nhà khách, có cái biệt thự của Trung ương. Bác đến đó để tiếp khách quốc tế này, tiếp đồng bào miền Nam này, có khi bác làm việc với Trung ương cũng ở đó. Hôm ấy bác đến buổi chiều thì hóa ra bác đến để nói chuyện với đoàn ngoại giao. Các cán bộ ngoại giao của Việt Nam đi đàm phán ở Paris vừa mới về, mà chưa kịp đến chào bác, chưa kịp đến báo cáo kết quả đàm phán với bác, bác biết tin bác đến trước. Bác rất quan tâm, bác chủ động đến trước, vì bản thân bác đã từng làm bộ trưởng ngoại giao, bác rất nhiều kinh nghiệm về ngoại giao. Đến đấy, bác gặp các nhà ngoại giao nổi tiếng của Việt Nam vừa Paris về,
Bác nói thế này này, các chú phải nhớ nhé, muốn đàm phán tốt, thắng lợi thì phải đánh mạnh trên chiến trường. Chiến trường có chiến thắng giòn giã về quân sự thì mới tạo được cái vốn cho ngoại giao bên bàn đàm phán. Tức là phải đàm phán trên thế mạnh cơ. Ta đánh thắng 12 ngày đêm bầu trời Hà Nội này mới có Hiệp định Paris đấy chứ. Hà Nội mới trở thành thủ đô của phẩm giá con người đấy. Hải Phòng là thành phố cảng trung dũng kiên cường cũng là thế. Sự nghiệp chung, chiến công chung. Thế thì bác căn dặn đoàn ngoại giao là phải đánh và đàm. Tức là quân sự phải phối hợp với ngoại giao, chiến trường kết hợp với bàn đàm phán. Thì cái thời kỳ Điện Biên Phủ năm 54 là thế đấy. Chiến thắng đến nơi rồi thì xuất hiện cái sự kiện Hội nghị Geneva. Liên Xô, Trung Quốc, Pháp và Mỹ, Việt Nam cùng ngồi bàn đàm phán, bàn câu chuyện Việt Nam. Lúc đó Phạm Văn Đồng mới là Phó Thủ tướng, nhưng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, được cử làm trưởng đoàn Ngoại giao Việt Nam đi Geneva, đến chào bác ở rừng núi chiến khu Việt Bắc nữa. Để lên đường đi, bác dặn là chân cứng đá mềm, dĩ bất biến ứng vạn biến, lãnh đạo đoàn cho tốt, đấu tranh cho thật đúng mục tiêu đã đề ra, đòi bằng được thống nhất Việt Nam cơ mà. Chia cắt hai miền là điều bất đắc dĩ. Ta đòi đến tận vĩ tuyến 14, nhưng mà rồi Liên Xô cũng ép, Trung Quốc cũng ép. Các nước lớn họ đều đàm phán lợi ích với nhau, mà ta lại nhận viện trợ của tất cả. Cho nên ta ở trong thế lưỡng nan khó xử. Cuối cùng ta phải chấp nhận ở vĩ tuyến 17. Chứ ta đòi đến tận 14 cơ mà. Mà kéo dài 21 năm đau đớn như vậy. Chứ bác mất không thể sống lâu hơn được, vì bác bị dằn vặt rất nhiều là thế. Thế bây giờ Phạm Văn Đồng thay mặt đoàn ngoại giao Việt Nam đến chào bác để đi. Bác khuyên thế này nhé. Các chú cứ đi và cố tranh thủ thật tốt bạn bè quốc tế, đừng làm mất sĩ diện của nhân dân các nước, kể cả Mỹ và Pháp. Mỹ là kẻ thù phải chống, nhưng nhân dân Mỹ là bạn bè. Pháp phải chống, nhưng nhân dân Pháp là bạn bè. Các chú đừng làm gì mà làm cho tự ái dân tộc của họ. Bác tinh tế lắm. Và bác nói một câu này với động viên này: chú cứ lên đường, đúng ngày giờ hội nghị khai mạc, các chú sẽ nhận được món quà đặc biệt của bác gửi sang. Món quà đặc biệt đó là chiều mùng 7 tháng 5 năm 54, lá cờ chiến thắng phất cao ở Điện Biên. Và cái hầm Đờ Cát giơ cờ trắng ủ rũ lên hàng. Paris, Pháp đưa ngay tin là đã thất thủ ở Điện Biên Phủ. Ta thì chiến thắng giòn giã, còn nó thì thất thủ. Đến mức mà nước Pháp choáng váng, tổ chức làm lễ quốc tang cơ mà, về Điện Biên Phủ, treo cờ rủ vì mất Điện Biên Phủ. Còn ta thì chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cơ mà. Đấy. Bác gắn huân chương huy hiệu Điện Biên cho tất cả các chiến sĩ Điện Biên, bộ đội Cụ Hồ, có người anh cả Huyền Thoại Võ Nguyên Giáp. Cho nên năm nay đảng bộ chúng ta giúp cho hội cựu chiến binh của xã hãy tổ chức một cái buổi gặp cảm động kỷ niệm 10 năm đại tướng mất. Đại tướng mất. Và năm nay là 69 năm Điện Biên Phủ. Sang năm là tròn 70 năm Điện Biên Phủ. Cả nước sẽ về Điện Biên để thăm lại hầm chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhìn thấy cái lá cờ hàng của kẻ thù trên nóc Đờ Cát, rồi đọc các tấm bia hy sinh của anh hùng liệt sĩ để ta biết cái giá độc lập tự do là thế nào. Sang năm là một ngày hội lớn ở Điện Biên. Đến mức mà bây giờ chính phủ đã phải cho mở rộng và nâng cấp sân bay Điện Biên
để chuẩn bị đón khách trong sang năm cơ mà. Đấy, tinh thần là như thế các ông chị nhé. Thế thì cái buổi làm việc cuối cùng của bác ở Hồ Tây đấy, ngày 12 tháng 8, thì trên đường tối trở về, chẳng may bác bị cảm, mưa to gió lớn, tuổi cao sức yếu, cơ thể bác rất nhạy cảm với thời tiết. Thế và bác bị cảm, các bác sĩ tiêm thuốc cho bác, khám bệnh cho bác, phát hiện ra nhồi máu cơ tim. Trên cái bữa tối hôm đó rất muộn, phải để bác ổn định đã, rồi đến tối khuya mời bác ăn một bát cháo. Ta có ngờ đâu đấy là bữa cuối cùng. Thật ra nó là bát súp, nó là nước thịt hầm với mấy củ khoai tây nhỏ cho bác bưng lên. Mà tay bác run lắm rồi, bác cầm cái thìa múc củ khoai tây mà không vững, nó rơi ngay xuống mặt bàn. Bác lấy khăn để lau đi để ăn, vì bác rất tiết kiệm. Còn các bác sĩ thì ứa nước mắt mà khóc, bảo nhau lấy bát khác. Bác bảo không cần, bác nỡ nào phí phạm mồ hôi công sức của đồng bào. Bác ăn khó nhọc hết mấy cái thìa khoai tây đó, thì có ngờ đâu đấy là bữa cuối cùng. Còn từ hôm sau đấy, nhật ký chữa bệnh cho bác ghi là hai thìa sữa không hết, hai thìa cháo không hết. Thế mà ngày cuối cùng trước khi mất, một ngày trước khi mất, bác lại bảo nấu một bát cháo đầy, thì đấy là một lời thiêng. Bảo cô y tá tiêm thuốc thêm cho bác để bác ra với đồng bào cũng là một lời thiêng. Các đồng chí đều nhớ nhé, con người ta đấy, nó như ngọn đèn. Ngọn đèn, cái bức đèn chói sáng đến lần cuối cùng rồi tắt, thì bao giờ cái người nói cuối cùng cũng là lời sáng suốt. Con chim cũng vậy, trước khi ngã, trước khi chết, tiếng hót cuối cùng của nó bao giờ cũng lành lót, thậm chí đau đớn. Bác Hồ cũng thế thôi. Việc bác dặn nấu một bát cháo đầy cho bác, tiêm thuốc cho bác, chính là lời thiêng trước khi mất. Sự kiện thứ hai, 10 ngày sau là ngày 22 tháng 8 năm 69, Trung ương thấy nhất định không thể để bác ở nhà sàn được nữa. Bác ngày một yếu, ở nhà sàn không hợp. Bác không cho làm cửa, nó cứ thông thoáng hết ngoài trời thế này. Bác lại không cho làm căn buồng khép kín, tức là không theo mô hình kiểu căn hộ, tức là không có nhà vệ sinh. Hàng ngày bác đi xuống cầu thang nhà sàn, qua mặt đất xuống nhà bếp 54 để sinh hoạt. Lúc bác khỏe thì còn được, bây giờ bác 80 rồi, đau yếu như vậy, ban đêm gió máy làm thế nào? Ai cũng về nhà mình hết, một mình bác ở đó lo cho bác lắm. Cho nên Trung ương quyết định phải mời bằng được bác xuống nhà hầm để có người chăm sóc, lấy lý do là các thầy thuốc chăm nom bác đỡ vất vả. Vì bác biết bác là rất thương người, bác đồng ý ngay. Thế là từ lúc chuyển bác xuống nhà hầm đến khúc đi bác mất ấy, có mấy ngày. Và cái ngày bác chính thức không ở nhà sàn nữa, đó là ngày 22 tháng 8. Ta nhớ nhé, 69. Sự kiện thứ ba là ngày làm việc cuối cùng của bác. Chỗ này liên quan đến các nhà giáo dạy sử này, các quân đội, quân nhân này, cựu chiến binh này, ta phải nhớ. Ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày 25 tháng 8 năm 69. Ngày ấy là ngày gì? Đó là ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế là lúc bác đi tìm đường cứu nước, Đại tướng chưa ra đời. Bây giờ ngày làm việc cuối cùng của bác lại đúng ngày sinh của Đại tướng, người bác vô cùng yêu quý. Hai vợ chồng Đại tướng đến thăm bác. Phu nhân Đại tướng là giáo sư Đặng Bích Hà,
bà cũng là một nhà sử học. Bà là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai, người Bác bố trí bộ trưởng giáo dục đầu tiên. Đặng Thái Mai lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn nổi tiếng miền Trung, là bạn của bố bác. Cho nên là bác coi vợ chồng đại tướng như con vậy, như em vậy, rất là thân thiết. Hai vợ chồng đến thăm bác, bác đã nằm trên giường bệnh, biếu bác hai quả dừa. Bác nói là cô chú gói hai quả dừa lại cho bác trong một miếng lụa đỏ cho nó trang trọng, và thay bác sang thăm để biếu luật sư Trịnh Đình Thảo. Ông là thủ lĩnh phái hòa bình trung lập miền Nam, một trí thức lớn của miền Nam, ông đang ở thăm Hà Nội. Mà có bác còn biết rõ ràng luật sư Trịnh Đình Thảo có cả một trang trại rất lớn ở quận Gò Vấp, Sài Gòn. Ông đặt cái đường xoài đẹp nhất trong trang trại tên là đường Hồ Chí Minh. Thế mà chính quyền Thiệu đấy, nó cho lính đàn áp phá bỏ hết. Luật sư bảo vệ bằng được, báo chí đăng lên bác biết. Bác chủ động đến thăm, bác hỏi là đường Hồ Chí Minh trong trang trại luật sư có còn không. Luật sư không ngờ bác biết như vậy, cảm động quá, đứng lên: thưa bác, đường Hồ Chí Minh ở trong tim, mãi mãi vẫn còn. Hải Phòng có Đồ Sơn. Đồ Sơn là điểm xuất phát của những đoàn tàu không số, đoàn tàu huyền thoại chở hàng vạn tấn vũ khí lương thực vào miền Nam. Trên sự nghiệp của chúng ta này, có một dấu ấn là cống hiến đặc biệt của Hải Phòng về mọi phương diện. Xi măng của Hải Phòng này là chuyển vào chiến trường miền Nam đấy chứ. Rồi trong nông thôn mới, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Và điện đường trường trạm là nhờ đóng góp của xi măng Hải Phòng này. Cho nên chúng ta có quyền tự hào về điều đó nhé, nhưng mà càng phải khiêm tốn. Thì bác nghe câu trả lời đó, bác rất xúc động. 54 năm trước, luật sư nói như vậy, như một lời thề. Và 54 năm sau, tức là hôm nay, bây giờ, chúng ta nhắc lại với nhau như cũng là một lời thề với bác, là suốt đời trung thành với bác, đi theo con đường độc lập, tự do, hạnh phúc mà bác và Đảng đã vạch ra để tiến tới, để vì hạnh phúc của nhân dân. Cái ngày làm việc 25 tháng 8 là ngày cuối cùng, bác làm bao nhiêu việc ta không biết đâu. Việc thứ nhất, bác gửi thư thăm các cháu thiếu nhi Bắc Ninh ở hợp tác xã Măng Non Phú Mẫn, vì thành tích chăn nuôi trâu bò béo khỏe, là kế hoạch nhỏ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Mà năm nay các đồng chí giáo viên tiểu học nhé, hãy nhớ này, kỷ niệm 60 năm ngày có phong trào kế hoạch nhỏ. Hải Phòng có nhà máy khăn quàng đỏ, các đồng chí, nhà máy nhựa Tiền Phong ấy. Bắt đầu từ giấy vụn, từ đồ góp của thiếu nhi mà thành một cơ mơi nhà máy, bây giờ là một công ty nhựa Hải Phòng. Là một. Cái ngày này bác còn gửi thư cho bộ, cho đệ tổng thống Mỹ, tức là liên quan đến việc Bộ Ngoại giao đấy. Đấy là bức thư thứ 14 gửi cho tổng thống Mỹ. Mà cái tên tổng thống Mỹ nhận thư này là ai? Là Nixon. Là kẻ nói thế nào: Việt Nam cách xa Mỹ nửa vòng trái đất. Việt Nam chưa một lần sinh sự với Mỹ. Chỉ có Mỹ xâm lược Việt Nam thôi. Cho nên điều đầu tiên là Mỹ phải rời khỏi Việt Nam, để câu chuyện Việt Nam do nhân dân Việt Nam giải quyết. Không một nước nào được can thiệp vào công việc của Việt Nam. Bác rất kiên quyết. Nhưng bác rất mềm dẻo. Bác bảo nếu cần, nếu cần tôi sẵn sàng trải thảm đỏ cho các ngài về. Các ngài rút lui trong danh dự, đỡ bẽ mặt của một cường quốc. Còn bác dặn riêng Thượng tướng Trần Văn Trà, các chú cho lính thổi kèn tiễn nó về, đem hoa tặng cho nó về, trải thảm đỏ cho nó về cũng được, miễn là Mỹ phải cút đi.
Chính câu thơ của bác đấy, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào là thế đấy. Việc cuối cùng, việc này lại liên quan đến Bộ Công an. Tại sao các đồng chí? Vì sắp đến ngày Quốc khánh rồi. Theo truyền thống, bác là chủ tịch nước, bác ký lệnh ân xá, giảm án, miễn tội cho các phạm nhân cải tạo tốt, để tỏ hết chính sách nhân đạo khoan hồng. Bác phải đọc tờ trình của Bộ Công an, bác phải tìm hiểu thấu đáo, tha cho những ai, và bác ký lệnh tha tội cho phạm nhân. Làm trong bấy nhiêu việc lớn như vậy, bác mới ra đi. Và bác chút hơi thở cuối cùng đúng ngày Quốc khánh. Khi ta báo cho bác ấy, là thưa bác meeting xong rồi, bác cứ đinh ninh là meeting ngày mùng 2 tháng 9, trong khi đảng ta làm meeting xong từ 31 tháng 8 thôi. Mà lần đầu tiên meeting sớm như vậy, trên lễ đài không có bác, đồng bào Hà Nội đã xôn xao. Nhìn thủ tướng đọc diễn văn mà nét mặt không vui, đồng bào lại càng xôn xao. Và hôm sau tỷ 4 giờ sáng, cả nước đã đau buồn biết tin bác ốm nặng. Báo dần dần thôi, không báo ngay để dân sốc, chứ thật ra bác mất rồi. Đồng chí Nguyễn Văn Linh lúc đó là đại diện cao nhất của Đảng bộ miền Nam, đang có mặt ở Hà Nội, thì được Trung ương cho phép ở lại chăm sóc bác, coi như cả miền Nam chăm sóc bác, dù chưa trong bộ chính trị. Còn sau này ông là Tổng Bí thư Đảng thì lại càng quan trọng hơn. Đấy. Trước ngày bác mất ấy, Trung ương liên tục điện vào miền Nam tin mật, báo tin là tất cả đang tập trung chăm sóc cứu chữa bác, nhưng phải chủ động đề phòng tình huống xấu nhất là bác không qua được, thì để nén đau thương mà xốc tới chiến trường, để giành thắng lợi trong giờ phút đau thương, để xứng đáng với bác. Đồng chí đảng viên nào được kết nạp sau khi bác mất là hạnh phúc vô cùng. Trong cái lớp đảng viên Hồ Chí Minh ấy, để suốt đời đi theo con đường của bác đấy, các đồng chí. Thì bao nhiêu sự kiện như vậy cần nhớ, để năm tháng trôi qua chúng ta lòng dặn lòng yêu bác, lòng ta trong sáng hơn, thì nhất định học tập bác tốt nhất. Và trong đó có tập thể đảng bộ và nhân dân xã An Sơn yêu quý của chúng ta. Đấy là mong muốn tốt lành mà tôi xin gửi tới các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn các bác và các đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, qua thời gian làm việc một buổi chiều, đảng bộ và nhân dân địa phương đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2023 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thay mặt đảng bộ và nhân dân xã An Sơn, xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã sắp xếp lịch công tác, dành thời gian về quê hương An Sơn để truyền đạt, nói chuyện về chuyên đề năm 2023 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với những nội dung hết sức ý nghĩa, buổi nói chuyện chuyên đề của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã mang đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Sơn một cái nhìn tổng quát sâu sắc và tư tưởng đạo đức phong cách của bác, từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Một lần nữa, thay mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Sơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo. Cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Văn hóa huyện đã sắp xếp thời gian về dự và đưa tin.
Cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự đông đủ. Kính chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kết thúc hội nghị tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.